Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 501, tình cảnh cuồng loạn ngoài cổng bệnh viện. Phòng đăng ký bệnh viện Nhân Tâm. Này, còn ở đây đăng ký làm gì? Đừng đăng ký, mau theo tôi. Đi đâu vậy? Sang bên này, có một thần y, xem bệnh miễn phí. Nào có chuyện tốt như vậy, coi chừng lừa đảo. Đi rồi biết, có nhiều người được chữa trị rồi, không thu đồng nào, đi mau. Trong phòng mổ của bệnh viện Nhân Tâm. Chồng, em mới ra mua đồ, bây giờ bên ngoài có một thần y, người này đặc biệt lợi hại, miễn phí xem bệnh, chỉ đứng một lúc mà em thấy có vài người được chữa tốt. Nào có chuyện như vậy, những người kia bị lừa gạt sao? Nào phải đâu, em nhìn thấy rõ ràng có một người đến nhập viện cùng ngày với anh, chân bị gãy, bây giờ đang đi được rồi. Có phải vậy không? Chồng, em lừa anh sao? Anh xem anh nằm ở đây nhiều ngày mà có khỏi đâu. Không bằng chúng ta đi tìm thần y thôi. Được, đi xem rồi hãy nói. Những chuyện tương tự như vậy xảy ra ở tất cả các khoa của bệnh viện Nhân Tâm, lúc này người bệnh trong bệnh viện liên tục chạy ra, vì vậy mà đám bác sĩ y tá cũng ngây người chẳng biết có chuyện gì. Đến khi bọn họ biết có chuyện gì xảy ra thì cũng đã quá muộn, tất cả bệnh nhân đều đã đi hết, tất cả bác sĩ và y tá không còn gì để làm. Cuối cùng, trước cổng bệnh viện Nhân Tâm có một tình cảnh rất quỷ dị. Một tên thanh niên chưa đến 20 đang xem bệnh cho người khác, mà những con bệnh thì xếp hàng dài chờ đợi, có khoảng vài trăm người là ít. Lúc này trước cổng bệnh viện cũng có cả trăm bác sĩ y tá đứng xem. Đám bác sĩ và y tá nhìn đám người được chữa hết bệnh mà nghị luận với nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây rốt cuộc là ai? Sao lợi hại như vậy? Ai biết được, lúc đầu còn tưởng là lừa đảo, không ngờ bây giờ đã trị bệnh cho hơn trăm người. Đúng là thái quá. Thằng khốn này chẳng phải đập bể chén cơm của chúng ta sao? Sau này còn làm gì để sống đây? Điều này cũng không cần lo lắng, trừ khi thằng khốn này mỗi ngày đều đứng trước cổng bệnh viện chúng ta, nhưng tôi thấy rất lạ, chẳng lẽ hắn có thù oán với bệnh viện chúng ta sao? Nói cũng đúng, người này quá lợi hại cũng không chữa hết cho tất cả mọi người được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với tốc độ chữa bệnh của hắn, chỉ cần liên tục ở lại thủ đô một tháng. Sợ rằng có ít nhất một nửa bệnh viện ở thủ đô sẽ phải đóng cửa. Một đám bác sĩ đang ghen ghét với Hạ Thiên, đám y tá thì bắt đầu tỏ ra háo sắc. Quá sùng bái, tôi muốn gả cho anh ấy. Đừng hoa tâm, có chồng rồi còn muốn của lạ sao? Có chồng thì sao, không ly hôn được à? Thôi đi, người ta là thần y, tôi gả cho anh ấy mới tốt, tôi còn chưa kết hôn. Hừ, cô còn chưa kết hôn, chẳng lẽ còn là xử nữ sao? Này, có người nói vậy được sao? Khi đám bác sĩ và y tá còn đang nghị luận ồn ào thì một tiếng hét giận dữ vang lên. Làm gì vậy? Không đi làm sao? Kẻ tiến đến là một người đàn ông hơn 50, là giám đốc bệnh viện Nhân Tâm, tên cũng rất hay, là Tiết Tâm Nhân. Nhưng rốt cuộc hắn có tâm hay không, chỉ cần nhìn bệnh viện Nhân Tâm thì biết. Giám đốc, không còn con bệnh thì trị cho ai? Có một cô y tá khá xinh đẹp bạo gan nói một câu. Không có người bệnh, sao lại không có? Tiết Tâm Nhân rất tức giận. Giám đốc, người bệnh đều sang bên kia hết rồi. Cô y tá chỉ vào hàng người đang ngày càng dài. Tiết Tâm Nhân lập tức nổi giận. Chuyện gì xả ra, bảo vệ đâu, sao có thể cho người ta chữa bệnh bên cạnh bệnh viện chúng ta? Mau đuổi đi. Giám đốc, anh đừng làm khó bảo vệ, anh nhìn qua bên kia đi. Cô y tá chỉ về một phía. Tiết Tâm Nhân nhìn qua, hắn chỉ thấy một đám người. Ít ra cũng trên trăm người. Bên kia làm sao? Tiết Tâm Nhân dùng giọng không vui hỏi. Giám đốc, đó là những người được chữa lành bệnh. Cô y tá trả lời. Cái gì? Tiết Tâm Nhân chấn động. Nhiều người như vậy được chữa lành bệnh sao? Đúng vậy, giám đốc, anh thấy người kia không? Mấy ngày trước anh đã gặp rồi, anh ta bị gãy xương, bây giờ có thể đi đứng ngon lành. Cô y tá chỉ về phía một người đàn ông rồi nói. Tiết Tâm Nhân chợt ngây người, một lúc sau hắn cũng không nhịn được phải đến gần xem xét. Sau đó hắn thấy Hạ Thiên nhanh chóng chuẩn đoán và chữa bệnh, mỗi người chỉ chưa đến một phút. Lúc này hắn hoàn toàn kinh hãi, trên đời này có y thuật như vậy sao? Vì Hạ Thiên quá mức thần kỳ nên người được trị lành bệnh ngày càng nhiều, đám người này cũng không bỏ đi, bệnh viện cũng không dám động vào Hạ Thiên. Vì vậy Hạ Thiên chữa bệnh rất thuận lợi, hàng người trước mặt hắn cũng ngày càng ngắn. Này! Bây giờ mấy giờ rồi? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi một câu. À, Thiên ca, 5 giờ rưỡi.
Tạ Hiểu Phong nhìn đồng hồ rồi trả lời. À, từ 6 giờ bắt đầu thu phí. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vâng, Thiên ca. Tạ Hiểu Phong lên tiếng, sau đó hắn cầm loa giống lên. Hạ thần y đệ nhất thiên hạ xem bệnh miễn phí chỉ còn lại nửa giờ, từ 6 giờ trở đi sẽ bắt đầu thu phí, vì vậy muốn được khám bệnh miễn phí phải nắm chắc thời gian. Khi âm thanh của Tạ Hiểu Phong vang lên thì đám người vừa được xem bệnh miễn phí chợt cảm thấy may mắn, đám bác sĩ và y tá cũng đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ có cùng một hành động vào cùng thời gian, đó chính là chạy về phía Hạ Thiên. Đám bác sĩ và y tá chạy đến, những người được chữa tốt lập tức cảm thấy kỳ lạ, vì vậy tất cả tiến lên chặn lại. Này, các người muốn làm gì? Có phải muốn gây phiền toái cho thần y không? Muốn gây phiền toái cho thần y thì phải bước qua cửa ải của chúng tôi. Thần y vừa mới chỉ tay cho tôi, vừa lúc có thể dùng nó dạy bảo cho các người một bài học. Đám lang băm khốn nạn, bây giờ không muốn để hạ thần y chữa bệnh sao? Khoảnh khắc này quần chúng chợt phẫn nộ, bộ dạng giống như có thể ra tay với đám bác sĩ và y tá bất cứ lúc nào. Đám bác sĩ và y tá cũng đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau có một cô y tá nói. Chúng tôi chỉ muốn tìm hạ thần y xem bệnh mà thôi. Những năm gần đây ai mà chẳng có bệnh, đám bác sĩ và y tá này cũng vậy, bây giờ là thời điểm thần y chữa bệnh miễn phí, hơn nữa chỉ còn lại nửa giờ, bọn họ không thể bỏ qua cơ hội này. Vì vậy bọn họ mới phóng sang, dù là thế nào cũng phải cho thần y xem qua bệnh của mình, có bệnh thì chữa, không có cũng an tâm hơn. Đám người nghe đám bác sĩ và y tá nói như vậy cũng ngẩn người. Ngay sau đó có người hét lên. Không được, không cho các người tìm hạ thần y chữa bệnh. Chương 502, bác sĩ muốn xem bệnh phải bỏ tiền. Sao không được? Cô y tá dùng giọng yếu ớt hỏi một câu. Các người đừng hòng muốn được chữa bệnh miễn phí, vậy các người có chữa miễn phí cho chúng tôi không? Các người không những không thu phí, hơn nữa còn thu quá cao, bây giờ sao được hưởng thụ đặc quyền này? Người kia hừ một tiếng. Các người muốn tìm hạ thần y xem bệnh sao? Cũng chẳng phải không được, đợi sau 6 giờ hãy đến. Người này nói xong thì hô lên với xung quanh. Mọi người nói có đúng không? Đúng vậy, dựa vào cái gì bọn họ chữa bệnh cho chúng ta thì lấy tiền mà bây giờ đòi được chữa bệnh miễn phí. Đúng thế, muốn xem bệnh thì đợi hơn 6 giờ. Mọi người ngăn bọn họ lại, chưa đến 6 giờ thì không cho bọn họ đến tìm thần y. Đúng, đúng vậy, muốn miễn phí sao? Không có cửa đâu cưng, thế sao bệnh viện nhân tâm không miễn phí đi? Đám người phụ họa với nhau, sau đó đồng thời hành động, không cho đám bác sĩ y tá xếp hàng. Lúc này đám bác sĩ y tá rất bức bối, nhưng kẻ địch quá đông và hung hãn, bọn họ cũng chỉ còn biết đứng chờ mà thôi. Khi 6 giờ kém vài phút thì Hạ Thiên đã khám và chữa bệnh cho tất cả, hắn chỉ một hơi cho vài trăm người, cũng vì thời gian không còn sớm nên ngoài người bệnh trong bệnh viện nhân tâm. Cũng không có người ngoài biết rõ nơi đây có một thần y. Vì vậy lúc này hắn coi như đã xong việc. Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh thì xem Hạ Thiên như thần sống, đây không phải là thần y, con mẹ nó phải là thần mới đúng. Một mình Hạ Thiên đã làm cho cả đám bác sĩ và y tá ở bệnh viện nhân tâm không còn việc làm, hơn nữa trị bệnh hơn vài giờ mà không mệt, nếu không phải là thần cũng là lạ. Thiên ca, chỉ còn vài phút nữa là đến 6 giờ, anh có muốn nghỉ ngơi vài phút không? Tạ Hiểu Phong dùng giọng cực kỳ cung kính hỏi. À, để bọn họ xếp hàng, 6 giờ bắt đầu, 7 giờ kết thúc, quá hạn sẽ không nhận. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, hắn không hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền, chỉ vài đồng lẻ là được. Vâng, Thiên ca. Tạ Hiểu Phong lên tiếng, sau đó hắn cầm loa gào lên. Hạ thần y đệ nhất thiên hạ sẽ tiếp tục xem bệnh, bắt đầu lúc 6 giờ, 7 giờ kết thúc, ai muốn chữa bệnh thì nhanh chóng xếp hàng. Sau thời gian này sẽ không còn cơ hội, nhanh lên, nhanh chân lên. Đám bác sĩ và y tá vốn nghe nói thu phí thì có chút do dự, nhưng bây giờ nghe nói chỉ có một giờ thì lập tức có người hành động, hắn bất chấp tất cả mà xếp thành hàng trước rồi nói sau. Có người mở đầu thì đám bác sĩ y tá còn lại cũng hành động, ai cũng sợ sẽ rơi ra phía sau, vì vậy mà chỉ sau khoảnh khắc thì đám bác sĩ y tá đã xếp thành hàng. Ngay cả nhân viên bảo vệ cũng nếp xếp hàng, cuối cùng là giám đốc bệnh viện nhân tâm Tiết Tâm Nhân. Hắn do dự một lúc lâu mới đến xếp hàng, tất nhiên hắn là người cuối cùng. Lúc này những người đã được Hạ Thiên chữa miễn phí trước đó cũng không tiến lên ngăn cản, tuy bọn họ rất bất mãn với đám bác sĩ và y tá bệnh viện nhân tâm, nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản đường phát tài của thần y. Nhưng bọn họ vẫn ở bên cạnh xem xét, có lẽ Hạ Thiên không đi thì bọn họ cũng không muốn đi.
Thiên ca, thu phí thế nào? Tạ Hiểu Phong thấy đám người xếp thành hàng dài thì nhớ ra vấn đề. Tùy tiện, để bọn họ lấy ra tất cả tiền bạc trên người là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn dù sao cũng không trông cậy trên người đám kia sẽ có số tiền lớn, hắn nghĩ rằng chẳng được bao nhiêu tiền. Tạ Hiểu Phong lập tức truyền đạt ý chỉ của Hạ Thiên, hắn cầm loa hét lên. Muốn chữa bệnh thì lấy ví ra, lấy ra tất cả tiền mặt, không để lại một đồng, có nghe không? Điều này, thần y, có để lại vài đồng đi xe buýt không? Một tên bác sĩ xếp vị trí đầu tiên nói. Không được. Hạ Thiên từ chối. Dù nhiều ít thế nào cứ lấy ra, nếu không thì không chữa bệnh. À, vậy thì được. Tên bác sĩ kia cũng không có biện pháp nào khác, hắn lấy tất cả tiền mặt trong túi ra. Tạ Hiểu Phong có nhiệm vụ nhận tiền, chỉ sau vài phút hắn đã không khỏi thầm mắng một câu, đám bác sĩ này cũng là loại có tiền, trên người ít nhất cũng có 2.000 đồng. Thần y, gần đây tình trạng tinh thần của tôi không được tốt lắm. Khi thấy Tạ Hiểu Phong thu tiền thì tên bác sĩ cũng tự giác vươn tay ra, hắn giới thiệu tình huống của mình. Hạ Thiên bắt mạch cho tên bác sĩ rồi cắt đứt lời. Đừng nói nhảm, anh có bệnh hay không tôi biết rõ. À, vâng. Tên bác sĩ kia lập tức im mồm. Hạ Thiên cũng lấy ra ngân châm đâm hai cái lên người tên bác sĩ rồi nói. Được rồi, anh đi đi, sau này về nhà giảm bớt những thứ có tác dụng tráng dương. Tên bác sĩ kia chợt ngẩn ngơ. Đúng là thần y, mình hay dùng Viagra mà cũng biết. Mau tránh ra. Tạ Hiểu Phong mất kiên nhẫn. Kế tiếp. Đúng vậy, tránh ra đi. Đi mau, thần y đã chữa là tốt rồi. Đám người bên cạnh chợt ồn ào, tên bác sĩ có chút do dự, nhưng lúc này hắn cũng không nói gì mà tranh thủ thời gian bỏ đi. Khi hắn vừa đứng lên thì phát hiện cảm giác đau nhức ở lưng đã biến mất, rõ ràng là hiệu quả thấy ngay lập tức. Ngay sau đó lại đâu vào đấy. Tạ Hiểu Phong phụ trách thu tiền, dù đối phương có bao nhiêu cũng lấy sạch không để lại một xu. Điều làm cho hắn tương đối hài lòng là trong ví đám người này cũng không thiếu tiền mặt, kẻ ít nhất cũng có 5-600, có tên còn mang theo cả 5.000, cũng không biết thằng này định đi đến đâu gọi, gà, giải tỏa tâm tình. Cô kinh nguyệt không đều, xong rồi, đi thôi. Cô suy nhược thần kinh, xong rồi, kế tiếp. Anh viêm họng, xong, kế tiếp. Anh thiếu máu. Anh không có bệnh. Giữa trưa chưa ăn cơm, bụng đói mà thôi. Hạ Thiên chữa bệnh tương đối nhanh, Tạ Hiểu Phong đã cảm thấy thu tiền mỏi tay, chỉ một lúc đã hơn 100.000. Đội ngũ càng lúc càng ngắn, Tạ Hiểu Phong nhìn giờ, sau đó nhắc nhở Hạ Thiên. Đã sắp đến 7 giờ. À, đến 7 giờ nói anh biết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sau đó Tạ Hiểu Phong liên tục xem xét thời gian, đợi đến khi người thứ hai từ dưới lên được chữa xong thì hắn nói. Thiên ca, đã 7 giờ. À, coi như anh may mắn, anh là người cuối cùng. Hạ Thiên chữa bệnh cho người cuối cùng, sau đó hắn đứng lên. Kết thúc công việc. Thần y, chờ chút, còn người. Một người vội vàng hô lớn, hắn là Thiết Tâm Nhân giám đốc bệnh viện Nhân Tâm, hắn là người xếp hàng cuối cùng. Hạ Thiên ngáp một cái. Coi như anh không may, tôi muốn kết thúc công việc. Chương 503, Hạ Thiên hào phóng. Thần y. Phiền anh chờ chút, giúp tôi xem bệnh cái nhé. Tôi có nhiều tiền. Thiết Tâm Nhân vội vàng nói. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Thiết Tâm Nhân. Anh cho rằng trả nhiều tiền thì giỏi sao? Tôi nói đến 7 giờ ngừng thì sẽ ngừng, bây giờ tôi không có tâm tình, tôi không cần biết anh có bao nhiêu tiền. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Bây giờ tôi muốn đi ăn cơm, cũng đừng làm phiền tôi, coi chừng bị ăn đòn. Hạ Thiên nói xong lời này thì bỏ đi. Tạ Hiểu Phong tất nhiên sẽ vội vàng theo sau, Thiết Tâm Nhân muốn đuổi theo nhưng lại bị một đám người cản lại. Thần y nói đừng đến làm phiền. Để cho lão giám đốc hiểm ác này chết đi cho rồi. Đúng vậy, loại người như hắn còn muốn để thần y xem bệnh sao. Thiết Tâm Nhân lúc này rất hối hận, nếu sớm biết như vậy thì hắn sẽ xếp hàng trước hoặc lợi dụng quan uy mà chiếm vị trí cao hơn, đáng tiếc là bây giờ hối hận cũng không còn kịp. Thiên ca. Bây giờ chúng ta đi dùng cơm sao? Tạ Hiểu Phong ôm một đống tiền đuổi theo Hạ Thiên, giữa trưa hắn đã nhịn đói, thật ra đã sớm đói meo ruột. Nhưng khi nhìn thấy nhiều tiền thì hắn như quên đói, người ta nói trong mơ có thể giải khát, hắn ôm đống tiền có thể không thấy đói. Không sai. Tâm tình của Hạ Thiên là rất tốt, vì vậy hắn cũng không mắng Tạ Hiểu Phong. Thiên ca, vậy anh muốn đi ăn ở đâu? Tạ Hiểu Phong hỏi. Phải đi khách sạn 5 sao hay nhà hàng bình thường?
Tìm một quán cơm nào đó là được, anh không có yêu cầu quá cao với ăn uống. Hạ Thiên thuận miệng nói, đối với hắn thì ăn ở đâu cũng như nhau, hơn nữa hắn cũng có hơi đói, bận rộn cả buổi chiều, tuy chân khí tiêu hao không nhiều nhưng thể lực lại mất đi tương đối khá. Vâng, Thiên ca, anh thích ăn những món gì? Bên kia có một quán cơm rất tốt. Tạ Hiểu Phong suy nghĩ rồi nói. Được, sang bên đó dùng cơm. Hạ Thiên thật sự không có yêu cầu gì quá cao. Tạ Hiểu Phong đi phía trước dẫn đường, quán cơm ở phía đối diện, cả hai phải qua đường. Khi Tạ Hiểu Phong đi được vài chục mét thì cảm thấy có gì đó là lạ, hắn vội vàng dừng lại. Thiên ca, tiền đưa cho anh cái đã. Tạ Hiểu Phong đưa một đống tiền cho Hạ Thiên, vừa rồi vì đi quá nhanh nên hắn cứ ôm trong tay. Tuy Tạ Hiểu Phong là lưu manh nhưng gần đây tình hình trị an cũng không chừa người nào, hơn nữa bây giờ đã hơn 7 giờ, đường cũng hơi tối, hắn ôm một cọc tiền thì quá rêu rao. Lúc này hắn chỉ sợ mình bị cướp, như vậy sẽ mất hết tất cả mặt mũi trước Hạ Thiên. Cũng vì vậy mà Tạ Hiểu Phong quyết định đưa tiền cho Hạ Thiên, cũng chẳng phải trốn tránh trách nhiệm, hắn cảm thấy đưa tiền vào trong tay Thiên ca thì sẽ chẳng ai cướp được. À, được. Hạ Thiên cũng không từ chối. Tiền trong tay Tạ Hiểu Phong đã được chia làm hai phần, một phần là tiền lẻ, phần còn lại là những tờ 100 đồng trở lên. Hạ Thiên chỉ nhận lấy phần tiền lớn, sau đó hắn nói với Tạ Hiểu Phong. Tiền lẻ bỏ đi. Bỏ sao? Tạ Hiểu Phong có chút sững sờ. Thiên ca, sao trước đó anh không để lại cho bọn họ một ít? Anh chữa bệnh cho họ đã nể mặt lắm rồi, tất nhiên phải để bọn họ dốc hết tiền túi ra. Hạ Thiên lười biếng nói, đối với hắn thì đây là vấn đề nguyên tắc, nhưng hắn cũng không thích tiền lẻ, dù có không ít tờ 50 đồng, nếu góp lại cũng là vài ngàn đồng. Số tiền này phải làm sao? Tạ Hiểu Phong nhìn tiền lẻ trên tay, hắn có chút kích động, tiền này sẽ là của hắn sao? Nhưng Tạ Hiểu Phong nhanh chóng thất vọng. Chỉ thấy Hạ Thiên chỉ tay nói. Cho hắn đi. Tạ Hiểu Phong nhìn theo tay của Hạ Thiên và thấy một tên ăn mày ngồi bên cạnh đường. Tên này tóc tai rối bù, nhìn qua có vẻ rất lớn tuổi, trước mặt có một chiếc bát sứ, bên trong có chút tiền xu và vài tờ tiền giấy, lớn nhất cũng chỉ là một đồng tiền. Tạ Hiểu Phong không khỏi cảm thấy ghen ghét tên ăn mày, tên này đúng là may mắn. Nhưng dù ghen ghét hắn cũng không dám vi phạm lời nói của Hạ Thiên. Dù trong lòng cảm thấy không nỡ nhưng vẫn tiến lên không chút do dự, hắn đổ tất cả tiền lẻ vào trong bát sứ của tên ăn mày. Cuối cùng Tạ Hiểu Phong còn hảo tâm nhắc nhở tên ăn mày. Này, chỗ này không ít tiền, mau cất giữ rồi quay về, nếu không cầm nhiều sẽ bị cướp. Tên ăn mày nghe được lời nói của Tạ Hiểu Phong thì ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy một đống tiền trước mặt thì ánh mắt đục ngầu trở nên sáng rực, hắn mở miệng dùng giọng khàn khàn nói. Cảm ơn, cảm ơn. Tạ Hiểu Phong cũng không có hứng thú nghe những lời cảm ơn của tên ăn mày, hắn quay lại bên cạnh Hạ Thiên và cung kính nói. Thiên ca, em đã cho hắn. À, anh chia cho chú. Hạ Thiên lại lấy ra một phần tiền mặt cho Tạ Hiểu Phong. Sao? Tạ Hiểu Phong chợt sững sờ, sau đó rất vui mừng. Cảm ơn Thiên ca, cảm ơn Thiên ca. Một xấp tiền dày như thế này phải hơn 10.000 đồng, Tạ Hiểu Phong rất hưng phấn, đi theo Thiên ca đúng là khó thể chê. Mới được nửa ngày đã kiếm được khối tiền. Lúc này Tạ Hiểu Phong đã không còn ghen ghét tên ăn mày kia, hắn cảm thấy mình may mắn, ném vỡ cửa kính một khu dân cư lại gặp được vị thần. Chỉ cần Thiên ca tình nguyện đưa hắn theo, sợ rằng sau này hắn sẽ dễ dàng thực hiện ý tưởng. Đúng lúc này một tên đang núp trong góc chợt phóng người lên, hắn nhanh chóng đẩy ngã tên ăn mày rồi ôm bát sứ bỏ chạy. Cướp, cướp tiền của tôi, cướp. Tên ăn mày quát lớn. Hắn muốn đuổi nhưng đáng tiếc là không thể, chân của hắn rõ ràng bị tàn tật. Này, đứng lại! Tạ Hiểu Phong lập tức nổi giận, còn bà nó thằng này là ai, cướp cũng có đạo đức nghề nghiệp chứ. Sao có thể cướp của ăn mày? Quan trọng hơn đó là số tiền Thiên ca cho tên ăn mày, sao có thể để tên khốn kia cướp đi được? Tạ Hiểu Phong muốn chạy theo, nhưng khi vừa chạy được hai bước thì đã thấy tên cướp gào lên đau đớn rồi ngã xuống đường. Tạ Hiểu Phong tiến lên xem xét. Hắn thấy tờ 100 đồng như lưỡi dao tiến lên cắt vào chân tên cướp, máu chảy ra đỏ ửng. Tạ Hiểu Phong không kịp suy nghĩ, hắn cho tên cướp một đạp, sau đó lấy bát sứ quay về, đồng thời còn mắng một câu. Con mẹ nó, có biết xấu hổ không? Cướp của ăn mày nữa sao? Mày còn lăn lộn cái gì nữa? Sao không chết đi? Chương 504, vậy mày đi làm ăn mày đi. Trả tiền lại cho tao, trả lại cho tao. Tên cướp cũng bỏ lên. Lúc này hắn đã quên đau đớn dưới chân,
không ngờ còn muốn cướp lại tiền từ trong tay Tạ Hiểu Phong. Con bà nó, mày còn muốn tiền sao? Tạ Hiểu Phong có chút bực bội, lăn lộn giang hồ hơn chục năm, hắn chưa từng thấy tên nào cực phẩm như thế này. Chưa nói đến chuyện cướp tiền của ăn mày, bây giờ bị người ta lấy lại còn không biết bỏ chạy mà muốn đọa lại tiền. Cho tôi, mau cho tôi 200 đồng là được, 200 là được. Tên cướp liều chết cầu khẩn Tạ Hiểu Phong. Đại ca, em xin anh, cho em 200 đồng, em đang rất thiếu thuốc. Lúc này Tạ Hiểu Phong mới cảm thấy có gì đó là lạ, hắn nhìn tên cướp, đối phương nước mắt nước mũi ròng ròng, vẻ mặt tái nhợt, mắt hãm sâu. Cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra người này chơi ma túy, đúng là khó thể thông cảm. Hút hút hút, hút nước tiểu của mình đi. Tạ Hiểu Phong tức giận mắng. Con bà mày y, nếu trực tiếp cầu xin thì ông tâm tình tốt sẽ cho mày 200 đồng, nhưng mày lại cướp của ăn mày, đồng thời còn chơi hàng trắng, đúng là khốn nạn. Ăn mày thì sao, sao không cướp được? Tên cướp dùng giọng hùng hồn phản bác. Hắn mỗi ngày đều ngồi bất động và có người cho tiền, còn thoải mái hơn cả ăn cướp, đám cướp còn cần vận động để kiếm sống. Tạ Hiểu Phong không còn gì để nói, trời ạ, trên đời còn loại người không biết xấu hổ thế này sao? Hắn cảm thấy da mặt mình đã rất dày, nhưng khi so sánh với người này thì hắn phát hiện mình còn là sữ nam. Mày thấy làm ăn mày tốt hơn ăn cướp, vậy sao không đi làm ăn mày? Lúc này âm thanh của Hạ Thiên truyền đến, hắn đột nhiên xuất hiện, sau đó đá vào đùi tên cướp, tất nhiên xương đùi sẽ gãy, người cũng ngã xuống kêu gào thảm thiết. Sau đó Hạ Thiên đến bên cạnh tên ăn mày, hắn cầm lấy ngân châm đâm vài chục cái lên người đối phương. Được rồi, ông lấy tiền đi, sau này đừng lại đây làm ăn mày nữa. Từ nay về sau vị trí của ông sẽ để cho thằng ngu thích làm ăn mày kia đảm nhiệm. Hạ Thiên thu hồi ngân châm rồi nói với tên ăn mày. Vâng, cảm ơn. Ánh mắt ngầu đục của tên ăn mày đã trở nên tươi sáng hơn, sau đó hắn đỡ vào tường đứng lên rồi vui sướng nói. Chân của tôi đã lành, chân của tôi đã lành. Nhận lấy tiền, cũng đừng để người ta cướp đi nữa. Tạ Hiểu Phong trả lại tiền cho tên ăn mày, cuối cùng hắn cũng không nhịn được phải nói một câu. Hôm nay ông thật sự rất may mắn. Lúc này Hạ Thiên ở bên kia đã đá lên người tên cướp, tên này văng đến vị trí của tên ăn mày trước đó. Sau đó hắn vung tay giật tờ 100 đồng trên đùi tên cướp xuống, hắn ném lên người đối phương. 100 đồng này xem như cho mày, cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một tên ăn mày. Hạ Thiên nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trên đời này có người thích làm ăn mày. Khi thấy Hạ Thiên bỏ đi thì Tạ Hiểu Phong cũng vội vàng theo sau, tên ăn mày lại nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, giống như khắc sâu hình bóng của đối phương vào trong trí nhớ. Ở một nơi nào đó, Mộc Hàm cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Thiên, đáng tiếc là tình hình vẫn như trước, vẫn không thể liên lạc được. Số điện thoại của chồng chắc chắn đã bị người ta động tay động chân. Mộc Hàm lẩm bẩm. Đáng tiếc là chồng hoàn toàn không hiểu vấn đề này, có lẽ còn chưa biết điện thoại của mình có vấn đề. Mộc Hàm khẽ thở dài, sau đó trong mắt có chút lo lắng. Chồng rốt cuộc đang ở đâu? Cậu ta không biết nhiều về thủ đô, có lẽ sẽ thiệt thòi. Nếu có mình giúp thì nhất định sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ biết tìm ở đâu? Thủ đô quá lớn, bên ngoài cũng có người muốn bắt mình cũng không dám tùy tiện đi đâu. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Nàng mở máy tính và xem lướt qua các diễn đàn ở thủ đô. Với hành vi của Hạ Thiên thì nhất định sẽ gây chuyện ở thủ đô, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Mộc Hàm vừa mở một diễn đàn đã thấy có một bản tin rất hấp dẫn. Số 1 đường Mộc Tử bị đánh phá, trở về thời đồ đá. Số 1 đường Mộc Tử, Mộc Hàm biết rất rõ nơi này, đó chính là Lý Gia. Còn chuyện số 1 đường Mộc Tử bị đánh phá, rõ ràng là chuyện không thể. Dù là thủ đô hay ở đâu khác đều khó thể bị phá hủy. Mộc Hàm mở bản tin, sau đó nàng thấy được nội dung. Số 1 đường Mộc Tử có một khu nhà tứ hợp viện, hôm nay đã bị phá hủy, đúng là quá sức khủng bố. Những bài trả lời không nhiều, chỉ có hơn 10 người tham gia bàn luận mà thôi. Không thể nào, đó là một di vật văn hóa đấy. Nhất định là tin tức giả, theo nguồn tin đáng tin thì chủ ngôi nhà đó có hậu trường rất mạnh, thằng ngu nào dám phá. Tôi làm chứng, điều này là thật, tôi thấy có một đội xe quân sự đi vào. Sao lại như vậy, chẳng lẽ nhóm quân kia phá nhà? Tôi chỉ biết một kết quả là một dãy nhà tứ hợp viện ngã đổ, có phải bị phá hoại không thì chẳng biết, không tin thì có thể lại đó mà nhìn. Tôi có ảnh. Đúng là bị phá hủy.
Sau khi nhìn ảnh thì đám người bắt đầu tin. Chồng, nhất định là chồng làm, người khác không thể làm được như vậy. Mộc Hàm thấy tấm ảnh thì lập tức hiểu ra, dù thủ đô thật sự có người phá sập nhà Lý gia, ví dụ như Triệu gia, nhưng Triệu gia sẽ không chọn phương thức này. Nàng tin trên đời chỉ có một người làm được sự việc khó tưởng như vậy, đó là ông chồng hùng mạnh của nàng, là Hạ Thiên. Mộc Hàm đứng lên, nàng chợt sinh ra xúc động muốn đến khu số 1 đường Mộc Tử, nhưng sau đó nàng lại không đi, Hạ Thiên chắc chắn đã không còn ở nơi đó. Đúng lúc này một tin tức khác hấp dẫn Mộc Hàm. Hạ thần y đệ nhất thiên hạ hiện thân ở thủ đô, điều này làm bệnh viện lòng dạ hiểm độc hầu như phải đóng cửa. Nội dung của topic là không nhiều. Hôm nay tao mới biết thế nào là thần y đệ nhất thiên hạ, trước mặt anh ấy thì đám thần y chó má khác đều chỉ là cặn bã. Thần y chỉ bỏ ra nửa ngày đã chữa tốt cho vài trăm người, cuối cùng ngay cả đám bác sĩ và y tá bệnh viện cũng ra xếp hàng xem bệnh. Không cần nói nhảm, tao trực tiếp úp video, mọi người nhìn là sẽ biết, ông đây chỉ chém gió chứ chưa từng nói dối. Chương 505, người đẹp tóc vàng này là ai? Mộc Hàm trực tiếp mở đoạn video lên xem, nàng muốn tìm ra vị trí của Hạ Thiên. Căn cứ vào đoạn phim thì 7 giờ tối Hạ Thiên đã rời khỏi bệnh viện Nhân Tâm, mà bây giờ đã gần 8 giờ, dù nàng có chạy qua thì chỉ sợ sẽ không tìm thấy người. Không biết chồng ngày mai có đến chỗ đấy nữa không? Mộc Hàm thầm suy nghĩ rồi nói, nàng có chút mê hoặc, chồng sao lại chạy đến đó chữa bệnh? Lúc cuối cùng hắn còn lấy tiền, chẳng lẽ bây giờ hắn đang thiếu tiền? Nhưng điều này cũng không đúng. Hắn sao có thể thiếu tiền đến mức phải đi xem bệnh cho người ta như thế này? Đúng rồi, nhất định là tài khoản ngân hàng của chồng cũng bị người ta động tay động chân. Mộc Hàm nhanh chóng hiểu ra vấn đề, dù là Lý gia hay Triệu gia thì muốn đóng băng tài khoản của người khác là rất dễ dàng, nàng chỉ không thể xác định việc này do Triệu gia hay Lý gia làm ra mà thôi. Mộc Hàm thấy điện thoại của Hạ Thiên không gọi được, tài khoản lại bị đóng băng, hơn nữa đoạn video chữa bệnh từ thiện của hắn cũng xuất hiện trên. Điều này càng làm nàng khẳng định một vấn đề, đó chính là tổ trưởng Thiên Tổ Triệu Minh Phong đã xảy ra chuyện, hơn nữa Yêu Yêu cũng đã bị ép rời khỏi máy tính. Nếu không những thứ này đều không nên xuất hiện trên. Trước đó Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải cũng chẳng phải chưa từng gây chuyện lớn, nhưng những tin tức và video của hắn chỉ cần xuất hiện trên mạng là nhanh chóng biến mất. Đây là công lao của Triệu Minh Phong và Yêu Yêu, nếu Triệu Minh Phong còn nắm Thiên Tổ. Hoặc Yêu Yêu còn đang ở trên mạng thì tất cả những gì liên quan đến Hạ Thiên sẽ không còn. Triệu công tử, rốt cuộc ông muốn làm gì? Mộc Hàm thì thào nói, dù bây giờ Triệu gia hay Lý gia đối phó với Hạ Thiên thì nàng tin chuyện này nhất định có liên quan đến Triệu công tử. Nhưng bây giờ Mộc Hàm không biết phải làm sao, bây giờ việc nàng cần làm chính là tìm Hạ Thiên, sau đó thương lượng đối sách. Với năng lực của Hạ Thiên và sự quen thuộc của nàng với thủ đô, hai người ở cùng một chỗ thì nhất định sẽ xử lý được nhiều vấn đề. Không được, mình phải ra ngoài xem thế nào. Mộc Hàm cuối cùng cũng có quyết định, nàng nhất định phải xem tình huống, trốn mãi ở đây cũng chẳng phải biện pháp tốt. Khi Mộc Hàm chuẩn bị tắt máy thì nhìn thấy một bản tin mới. Ai có thể nói cho tôi biết, người đẹp tóc vàng này rốt cuộc là ai? Người đẹp tóc vàng sao? Mộc Hàm vô thức mở bản tin, sau đó nàng thấy một tấm ảnh quen thuộc. Bên dưới còn có vài hàng chữ, hôm nay tôi và bạn bè ra ngoài dạo phố, khi chuẩn bị về nhà thì trên đường đã có hơn 10 người hỏi thăm về người đẹp tóc vàng này. Trong số đó có 6 cảnh sát, 3 tên có vẻ là lưu manh, và một tên còn lại là bảo vệ trong khu dân cư của tôi. Lúc này tôi thật sự rất hiếu kỳ, không biết đây là cao nhân phương nào, là ngôi sao hay tiểu thư thiên kim. Tuy topic vừa được lập hơn 10 phút nhưng bên dưới đã có rất nhiều người, chém gió, quăng tạ. Tao cũng bị hỏi rất nhiều lần. Đúng vậy, anh đây vừa về đến nhà thì bảo vệ cũng cầm ảnh ra hỏi, đúng là người đẹp tóc vàng này. Người đẹp tóc vàng này con bà nó quá xinh, nhưng đây không phải là ngôi sao, tôi có thể khẳng định. Tôi thấy 8 phần là thiên kim tiểu thư, có lẽ là công chúa đảng. Bạn trai tôi là cảnh sát, anh ấy nói hôm nay 60.000 cảnh sát thủ đô đang tìm kiếm tung tích của người phụ nữ này. Không thể nào, sao châu vậy? Người phụ nữ này là thần thánh phương nào? Đằng sau càng có nhiều những tin trả lời, Mộc Hàm không tiếp tục xem, trực giác nói cho nàng biết Hạ Thiên đang đi tìm mình. Vì dù là Lý gia hay Triệu gia cũng khó thể gióng trống khua chiêng tìm tung tích của nàng như vậy, nhưng vấn đề là nàng nghĩ mãi không ra, chồng mới đến thủ đô được vài ngày, sao có thể điều động được nhiều người như vậy? Dù là thế nào thì mình cũng phải ra ngoài một chuyến. Sau khi đọc xong topic kia thì Mộc Hàm càng kiên định ý niệm đi ra ngoài.
nàng sẽ không liên lạc với cảnh sát, vì nàng biết cục trưởng cục công an thủ đô rất quen thuộc với Triệu công tử, nếu bọn họ có được tung tích của nàng, sợ rằng người nhận được tin đầu tiên sẽ là Triệu công tử. Mộc Hàm mặc lên người một bộ đồ đen, đây là trang phục của tiếp viên hàng không, sau đó nàng xuống lầu rời khỏi khu dân cư. Mặc trang phục của tiếp viên hàng không cũng có cái lợi riêng, ít nhất thì người ta đầu tiên chỉ chú ý đến trang phục của nàng mà thôi. Chị Tiểu Hàn, ra ngoài muộn như vậy sao? Một tên bảo vệ ở cổng khu dân cư xuất hiện, hắn chào hỏi Mộc Hàm. Đúng vậy, ra ngoài kiếm chút gì đó lót bụng. Mộc Hàm trả lời, tuy nàng muốn che giấu thân phận, nhưng nếu che giấu quá mức lại phản tác dụng ngay. Đúng rồi, chị Tiểu Hàn, có một chuyện cần hỏi chị. Tên nhân viên bảo vệ kia chợt nhớ ra một chuyện, hắn lấy một tấm hình ra rồi nói. Chị đã gặp qua người này chưa? Mộc Hàm chỉ cần nhìn qua tấm hình thì biết người bên trong là ai, nhưng nàng dùng giọng tùy ý nói một câu. Lại là cô ấy sao? Tên bảo vệ nghe nói như vậy thì tinh thần chấn động, hắn vội hỏi. Chị Tiểu Hàn, chị đã gặp cô ấy ở đâu rồi sao? Cũng không phải gặp mặt, tôi thấy cô ấy trên mạng, nghe nói có nhiều người đang tìm kiếm cô ấy. Mộc Hàm lắc đầu, sau đó nàng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tên bảo vệ. Tôi có thể hỏi một câu được không? Sao các anh lại đi tìm người này? Cô ấy rốt cuộc là ai? Thì ra chị Hàn không biết cô gái này. Tên bảo vệ có hơi thất vọng. Thật ra tôi cũng không biết cô ấy là ai, nhưng giám đốc Nhâm tự mình ra lệnh, muốn chúng tôi nhanh chóng tìm được cô ấy, dù là ai cũng có giải thưởng lớn. Giám đốc Nhâm của các người sao? Mộc Hàm có chút kinh ngạc. Là giám đốc công ty quản lý khu dân cư sao? Không phải, chúng tôi là bảo vệ của công ty Trung Hằng. Tên bệnh viện không chút giấu giếm Mộc Hàm, có lẽ hắn muốn nịnh người đẹp. À, công ty Trung Hằng sao? Mộc Hàm mỉm cười. Tôi cũng đã từng nghe nói đến giám đốc Nhâm của các anh, có phải anh ấy là Nhâm Trung Hằng không? Đúng vậy, không ngờ chị Hàm cũng biết đến giám đốc của chúng tôi. Tên bảo vệ trả lời. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Giám đốc Nhâm của các anh rất nổi tiếng, nghe qua cũng là bình thường. Mộc Hàm không đợi tên bảo vệ nói chuyện. Nàng nói ngay. Xấu hổ quá, tôi đã đói bụng, tôi đi ăn trước, nếu tôi gặp mặt cô gái này sẽ báo cho anh ngay. Vậy xin cảm ơn chị Tiểu Hàm. Tên bảo vệ có chút tiếc nuối, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộc Hàm. Chị Tiểu Hàm đi thong thả. Nhưng Mộc Hàm cũng không đi chậm, nàng bước ra cổng khu dân cư rồi nhanh chóng leo lên một chiếc taxi. Chương 506, sinh nhật nhuốm máu. Quán cơm tương. Đây là một quán cơm ăn cay nổi tiếng, điều này lại hợp khẩu vị của Hạ Thiên, hai người gọi một hơi mười mấy món ăn, cuối cùng cũng tiêu diệt sạch sẽ. Cơ bản đều là Hạ Thiên diệt gọn, Tạ Hiểu Phong đã sớm đói bụng nên cũng tống được khá nhiều món cay vào bụng. Nhân viên quán cơm tương nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt quái dị, có vài nhân viên nữ đã thầm nghĩ, sau này tuyệt đối không nên tìm một ông chồng ăn như heo, nếu không dù bán nhà đỡ con cũng chẳng đủ cho hắn ăn. Tất nhiên cũng có người bội phục Hạ Thiên. Vị huynh đệ kia ăn cay quá trâu, chỉ trong chốc lát mà ăn được nhiều như vậy, không sợ bốc hỏa chết sao? Cũng may trước khi vào trong quán cơm tương thì Tạ Hiểu Phong đã mua một cái bóp ở ven đường, sau đó cho hơn 100.000 đồng vào, nếu không Hạ Thiên cứ cầm một cọc tiền trên tay, sợ rằng sẽ có phiền toái. Nhưng Hạ Thiên cũng không ngại người ta dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, vì vậy hắn ăn cơm xong với bộ dạng điềm nhiên như không, sau đó đứng lên tính tiền và bỏ đi. Thiên ca, anh muốn đi đâu? Có muốn đi làm chút hoạt động thoải mái không? Tạ Hiểu Phong ra khỏi quán cơm thì mở miệng hỏi, hắn thấy Hạ Thiên ăn nhiều ớt thì nhất định sẽ bốc hỏa, cần phải tìm và em để hạ hỏa. Thoải mái sao? Hạ Thiên không hiểu ý của Tạ Hiểu Phong. Đi chỗ nào thì thoải mái? À, Thiên ca, đến hộp đêm tìm và em. Tạ Hiểu Phong giải thích. Hạ Thiên cắt ngang lời. À, nói tìm gái là được, cần gì lòng vòng như vậy? Tạ Hiểu Phong có chút xấu hổ, những năm gần đây lưu hành cách ăn nói mập mờ, nói chuyện dù sao cũng phải uyển chuyển mù mịt, Thiên ca chẳng phải quá trực tiếp sao? À, Thiên ca, anh có muốn đi không? Tạ Hiểu Phong hỏi thêm một câu, hắn bây giờ đã có tiền, muốn tìm chút vui. Anh không có hứng thú. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn cũng chẳng phải không có ánh mắt như vậy. Hạ Thiên quét mắt nhìn thấy một khách sạn ở phụ cận, sau đó hắn nói với Tạ Hiểu Phong. Cậu đi chơi thì cứ tự nhiên, anh phải đi ngủ. Hạ Thiên thấy bây giờ có nhiều người tìm vợ cho mình, hắn nên ngủ một giấc, tỉnh lại biết đâu đã tìm được vợ. À,
Thiên ca, em cũng có chút mệt mỏi, thôi đi vào khách sạn nghỉ ngơi. Tạ Hiểu Phong vẫn cố nhịn xúc động đi tìm gái, vất vả lắm mới tìm được một thiên ca châu chó, hắn đang muốn tìm cách để thiên ca thu mình làm tiểu đệ, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội. Hạ Thiên cũng không nói gì, hắn cũng không quan tâm Tạ Hiểu Phong muốn làm gì, dù Tạ Hiểu Phong có đi ngủ hay không cũng đọc, đừng làm phiền hắn thì không sao. Hạ Thiên nhanh chóng vào khách sạn, đặt một phòng, sau đó lên phòng đi ngủ, hắn hoàn toàn không chú ý đến Tạ Hiểu Phong. Ngược lại Tạ Hiểu Phong luôn đi theo sau, cuối cùng hắn đặt một gian sát bên phòng Hạ Thiên. Đối với Nhâm Trung Hằng thì những ngày qua khá thuận lợi, tất nhiên khoảng thời gian bị Hạ Thiên tra tấn cũng làm hắn có được những kinh nghiệm khó quên. Sau khi hắn lấy được tin tức từ miệng Tam Thiếu Gia thì lại càng khiếp sợ. Nhâm Trung Hằng làm theo lời của Tam Thiếu Gia, hắn toàn tâm toàn ý tìm Mộc Hàm. Người đẹp tóc vàng nổi tiếng là bốn đóa hoa thủ đô, đáng lý ra phải làm cho người ta dễ dàng chú ý mới đúng, tìm được sẽ không khó. Đáng tiếc là bây giờ thủ hạ của hắn vẫn chưa có thu hoạch gì, điều này làm cho hắn ý thức được thân phận đặc công Long Tổ của Mộc Hàm không phải là giả. Nếu nàng không muốn bị tìm ra, như vậy sẽ không dễ tìm. Nhưng Nhâm Trung Hằng cũng không quan tâm đến chuyện tìm kiếm Mộc Hàm, đối với hắn thì đêm nay có một chuyện còn quan trọng hơn. Nhâm Trung Hằng lái xe vào một khu biệt thự, sau đó dừng lại ở một căn biệt thự độc lập. Hằng ca. Ngoài biệt thự có hai người, khi thấy Nhâm Trung Hằng thì lập tức chào hỏi. Nhâm Trung Hằng khẽ gật đầu, sau đó hắn lấy ra một chiếc bánh kem từ sau xe, cuối cùng đi vào biệt thự. Nơi đây chính là nhà của Nhâm Trung Hằng, hắn có một cô vợ xinh đẹp, còn có một con gái đáng yêu. Hôm nay là lúc sinh nhật 8 tuổi của con, hắn đã đồng ý quay về tham gia sinh nhật của nàng. Ba ba đã về. Nhâm Trung Hằng vừa đẩy cửa phòng khách đã nghe thấy một âm thanh trong trẻo, ngay sau đó một cô gái tròn trịa phóng về phía hắn, đó là con gái hắn, Nhâm Thiên Nhi. Hi hi, đây là bánh sinh nhật của con. Nhâm Thiên Nhi cũng không cho Nhâm Trung Hằng cơ hội mở miệng, nàng cướp lấy bánh trong tay hắn. Ba ba, mẹ, con muốn ăn bánh, chúng ta cắt bánh trước đi. À, Thiên Nhi nói cắt bánh, vậy thì cắt bánh. Nhâm Trung Hằng dùng ánh mắt hòa ái nhìn con. Khoảnh khắc này có một thiếu phụ xinh đẹp từ nhà bếp đi ra, đó là vợ của Nhâm Trung Hằng. Vợ của Nhâm Trung Hằng tên là Ngô Phương, chính là một người phụ nữ lo việc nhà tiêu chuẩn, nàng không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con cái, mà Nhâm Trung Hằng cũng không muốn vợ mình phải đi làm. Ba ba, mẹ, mau hỗ trợ con cắm nến. Nhâm Thiên Nhi lấy bánh sinh nhật ra, sau đó nàng kéo tay Nhâm Trung Hằng và Ngô Phương để giúp nàng cắm nến. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Nhâm Trung Hằng và Ngô Phương hát xong bài ca chúc mừng sinh nhật, sau khi hát xong thì cả hai nói với Nhâm Thiên Nhi. Thiên Nhi, con có thể ước được rồi. À, con sẽ ước một điều. Nhâm Thiên Nhi nhắm mắt thầm ước nguyện, sau đó nàng thổi tắt nến. À, nguyện vọng của con nhất định sẽ được thực hiện. Nguyện vọng của con gái ba nhất định là có thể. Nhâm Trung Hằng còn chưa nói dứt lời thì ngoài cửa chợt vang lên một tiếng nổ cắt đứt lời. Cửa phòng khách bị người ta đá văng, ba người phóng vào. Ba người này đều cầm đao trên tay, bọn chúng phóng về phía Nhâm Trung Hằng không chút do dự. Á! Nhâm Thiên Nhi thấy biến cố đột nhiên thì kêu lên một tiếng. A Phương, mau đưa Thiên Nhi lên lầu. Nhâm Trung Hằng vội vàng hô lớn, hắn chụp lấy ghế, cố gắng ngăn cản ba tên kia. Cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, khoảnh khắc này Nhâm Trung Hằng đã bị chém một đao, hắn vừa dùng ghế chống cự vừa lui ra phía sau. Lúc này Ngô Phương khá chấn định, nàng ôm lấy con gái chạy lên lầu, nhưng đúng lúc này một tên cầm đao lại đuổi theo. Đừng đụng vào vợ và con gái tao. Nhâm Trung Hằng lập tức căng thẳng, hắn hung hăng dùng ghế đập vào một tên, sau đó đuổi theo tên cầm đao ở bên kia. Nhưng hắn vừa chạy được vài bước thì sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, nhưng càng làm cho trái tim hắn tan vỡ chính là nhìn thấy tên cầm đao chém về phía con gái mình. Chương 507, người đẹp mặc chế phục. Không. Nhâm Trung Hằng giống lên một tiếng, trong lòng hắn rất đau đớn, hắn rất muốn phóng qua chặn một đao thay cho con, đáng tiếc là có tâm nhưng vô lực. Đùng. Một tiếng súng nhỏ truyền vào trong tai Nhâm Trung Hằng, một giây sau vẻ mặt hắn chợt trở nên vui sướng, vì hắn thấy tên cầm đao kia cũng không chém trúng con gái mình, tên khốn đã kêu lên một tiếng thảm thiết và ngã xuống. Đùng, đùng. Lại hai tiếng súng khá nhỏ vang lên, Nhâm Trung Hằng quay đầu lại nhìn. Hắn phát hiện hai tên cầm đao còn lại cũng ngã xuống đất. Lúc này trong phòng khách có thêm một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục tiếp viên hàng không, người phụ nữ này đang cầm súng,
rõ ràng nàng là người vừa nổ súng cứu con gái và vợ hắn. Đa tạ. Nhâm Trung Hằng đang định cảm tạ người phụ nữ mặc trang phục tiếp viên hàng không, nhưng hắn vừa nói được hai chữ thì rốt cuộc cũng ngậm miệng, vì hắn đột nhiên nhìn thấy họng súng chĩa về phía mình. Á! Nhâm Tiên Nhi bị dọa thét lên, Ngô Phương vội vàng che miệng con, nàng sợ tiếng kêu của con gái chọc giận người phụ nữ xinh đẹp vừa xuất hiện. Anh là Nhâm Trung Hằng phải không? Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, tôi là Nhâm Trung Hằng. Nhâm Trung Hằng cắn răng có nhịn đau. Họa không tính lên người vợ con, Nhâm Trung Hằng tôi tự làm tự chịu, nếu có vấn đề thì xin bỏ qua cho vợ con tôi. Tôi có thể cứu anh, cũng có thể giết anh, giết ai hoặc không giết ai, điều này không phải do anh quyết định. Người phụ nữ xinh đẹp dùng giọng lạnh lùng nói. Tôi hỏi anh một câu, anh nên thành thật trả lời. Xin cứ hỏi. Vẻ mặt Nhâm Trung Hằng có chút khổ sở, hắn nghĩ mình là nhân vật số một trên giang hồ thủ đô. Nhưng hôm nay xem ra tính mạng lại nằm trong tay kẻ khác, xem ra trước đó hắn đã tự đánh giá mình quá cao. Sao anh phải tìm Mộc Hàm? Người phụ nữ khẽ hỏi. Tìm cho đại ca tôi. Nhâm Trung Hằng không nghĩ sẽ giấu giếm, cũng không dám giấu, hắn chế thì không sao, cũng không thể cho vợ con chết theo. Đại ca trong miệng anh là Bạch Tiểu Lỗi sao? Người phụ nữ khẽ hỏi. Vẻ mặt Nhâm Trung Hằng chợt biến đổi, sau đó hắn lắc đầu. Không. Không phải Tam thiếu gia. Vậy anh nói xem đó là ai? Người phụ nữ xinh đẹp hừ lạnh một tiếng. Tôi biết rất rõ lai lịch của anh, công ty Trung Hằng do anh khống chế, thực tế thì Bạch Tiểu Lỗi mới là người khống chế. Đúng vậy, đây là sự thật, nhưng lúc này người muốn tìm Mộc Hàm không phải là Tam thiếu gia. Trong lòng Nhâm Trung Hằng càng kinh sợ, người phụ nữ này biết rõ lai lịch của hắn, vì vậy hắn cũng không dám giấu. Đại ca tôi nói chính là Hạ Thiên. Cậu ta vừa trở thành đại ca của tôi ngày hôm nay. Hạ Thiên là đại ca của anh. Trong giọng nói của người phụ nữ có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại hỏi. Anh nói Hạ Thiên ép anh tìm Mộc Hàm sao? Đúng vậy. Nhâm Trung Hằng khẽ gật đầu. Như vậy anh có liên lạc với Hạ Thiên? Người phụ nữ nhìn Nhâm Trung Hằng, nàng khẽ hỏi. Cậu ấy để lại số điện thoại cho tôi. Nhâm Trung Hằng nói, hắn lấy điện thoại ra, hắn mất khá nhiều máu. Ý thức bắt đầu không còn được thanh tỉnh. Tôi sẽ lập tức điện thoại cho cậu ấy. Được, anh gọi đi. Người phụ nữ nhanh chóng nói. Nhâm Trung Hằng lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thiên, đáng tiếc là không liên lạc được. Điện thoại không liên lạc được, tôi có thể nói cho cô biết số. Nhâm Trung Hằng nói với vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Người phụ nữ cắt lời Nhâm Trung Hằng. Không cần nói cho tôi biết dãy số, tôi mặc kệ anh dùng phương pháp nào. Tôi muốn liên lạc với Hạ Thiên ngay lập tức, anh đã mất khá nhiều máu, nếu Hạ Thiên có mặt ở đây thì cậu ta có thể cứu anh, nếu cậu ta không xuất hiện, như vậy anh chờ chết đi. Tôi sẽ cố. Nhâm Trung Hằng gọi đến một số khác. Mãnh tử, cậu nhanh chóng tìm ra Hạ Thiên, mời cậu ấy đến nhà tôi, nói là Mộc Hàm đang ở đó. Người phụ nữ xinh đẹp nói một câu. Nhâm Trung Hằng nghe nói như vậy mà không khỏi nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp, rõ ràng người phụ nữ này không phải là Mộc Hàm, nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nhiều, hắn lập tức điện thoại. Nói là Mộc Hàm đang ở nhà tôi, mời cậu ấy đến ngay. Vâng, Hằng ca. Bên kia lên tiếng. Em sẽ lập tức đi tìm người. Nhâm Trung Hằng cúp điện thoại, hắn vô lực dựa lên tường, cố gắng chống đỡ để mình không mê man. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Hắn không biết vì sao có ba người xông vào nhà muốn giết mình, cũng không biết người phụ nữ xinh đẹp đến uy hiếp mình là ai, càng không biết nhà mình có tránh được một kiếp hay không. Lúc này điều duy nhất hắn có thể làm là chờ đợi. Hạ Thiên bận rộn suốt ngày, hơn nữa còn phá hủy cả khu nhà, cuối cùng còn xem bệnh cho rất nhiều người, điều này làm hắn cảm thấy mệt mỏi, vì vậy nằm trên giường nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Hắn đi vào giấc mộng tìm được Mộc Hàm, sau đó hắn đưa Mộc Hàm và Mị Nhi về Giang Hải. Cuối cùng cả nhóm lên núi tìm thần tiên tỷ tỷ. Nhưng đúng lúc này không biết Tống Ngọc Mị từ đâu chui ra, nàng cướp đi thần tiên tỷ tỷ, mà hắn cũng lập tức tỉnh lại. Người để mình gặp phải ác mộng thường không phải kẻ tốt, lần sau thấy Tống Ngọc Mị thì nhất định phải cho nàng ăn đòn. Hạ Thiên thì thào nói, Tống Ngọc Mị kia đúng là đại họa, rõ ràng làm giấc mộng đẹp của hắn hóa thành ác mộng. Hạ Thiên đang chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp, thuận tiện đánh cả Tống Ngọc Mị trong mơ. Nhưng đúng lúc này một âm thanh đã vang lên. Ai đó, đừng làm phiền anh ngủ. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn hét một câu.
Thiên ca, là em. Âm thanh của Tạ Hiểu Phong từ bên ngoài truyền vào. Này, chú không tiếp tục hoạt động với gái sao? Chạy đến làm phiền anh làm gì? Hạ Thiên dùng giọng không vui nói. Tạ Hiểu Phong lại bội phục Hạ Thiên, đúng là thần, rõ ràng biết hắn đang làm tí. Tất nhiên lúc này không phải là lúc bội phục Hạ Thiên, hắn tranh thủ thời gian nói ra chuyện chính. Thiên ca, đại ca Nhâm nói đã tìm được Mộc Hàm, xin anh tranh thủ thời gian đến nhà anh ấy. Tạ Hiểu Phong vừa nói xong thì phát hiện cửa phòng Hạ Thiên mở ra, sau đó hắn phát hiện mình được học phi hành, khoảnh khắc sau đã chạy ra ngoài khách sạn, bên tai còn vang lên âm thanh của Hạ Thiên. Mau chỉ đường cho anh. Hạ Thiên vốn rất bất mãn vì bị quấy rầy, nhưng lúc này hắn cũng vui sướng trở lại, cuối cùng hắn cũng tìm được vợ, xem ra đêm nay không cần phải, ngủ chay, chút nữa có thể ôm vợ ngủ. Chương 508, gặp mặt đã đánh đòn. Trong phòng khách biệt thự, Nhâm Trung Hằng sắp hôn mê đang rất lo lắng, hắn đã sớm không nhịn được nhưng bắt buộc phải chống đỡ, hắn phải xác nhận vợ con được an toàn. Trong ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp cầm súng ở bên cạnh cũng có chút lo lắng, nàng đã đợi được nửa giờ, nhưng người đang được chờ lại chưa xuất hiện, chẳng lẽ đêm nay nàng không thể gặp lại chồng sao? Đúng lúc hai người đều đang lo lắng thì một bóng người lóe lên, đồng thời còn có một âm thanh vang lên. Vợ tôi đâu? Nhâm Trung Hằng nghe được âm thanh này thì thở ra một hơi, nhưng sau đó lại lo lắng. Hắn biết rõ âm thanh này thuộc về Hạ Thiên, vì vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề là hắn không biết Hạ Thiên và người phụ nữ xinh đẹp kia là thế nào, vì vậy hắn rất lo lắng. Hắn sợ người phụ nữ xinh đẹp sẽ cầm súng chĩa vào Hạ Thiên, thậm chí còn bắn Hạ Thiên, vì người ta nói đạn không có mắt, biết đâu vợ con hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tình cảnh mà Nhâm Trung Hằng lo lắng cũng không xuất hiện. Hắn nhanh chóng thấy người phụ nữ xinh đẹp thu súng, sau đó nàng nhào về phía Hạ Thiên, trong miệng còn phát ra âm thanh nũng nịu. Chồng! Chồng! Nhâm Trung Hằng nghe người phụ nữ xưng hô như vậy thì có chút sững sờ, chẳng lẽ người phụ nữ này là Mộc Hàm? Nhưng dù nhìn thế nào cũng không giống, dù người phụ nữ này rất xinh đẹp nhưng không bằng Mộc Hàm, quan trọng là mái tóc của người này là màu đen, Mộc Hàm kia tóc vàng. Tạ Hiểu Phong theo đi theo sau lưng Hạ Thiên lại cảm thấy bội phục, đúng là thần nhân. Vợ quá đẹp, hơn nữa còn là tiếp viên hàng không. Người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục tiếp viên hàng không nhào vào lòng Hạ Thiên, tất nhiên Hạ Thiên sẽ không tránh né, hắn thuận tay ôm lấy nàng, hơn nữa còn vung tay vỗ đét lên mông nàng. Chồng, sao lại đánh tôi? Cặp mông truyền đến cảm giác khác thường làm người phụ nữ xinh đẹp vừa ngại ngùng vừa buồn bực, người ta gặp lại nhau phải ôm hôn nồng thắm, sao chồng lại đánh mông nàng? Ai bảo chị hóa trang nhìn xấu như vậy? Hạ Thiên bất mãn nói. Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh có chút buồn bực, thiên ca này yêu cầu quá cao, xinh đẹp như vậy mà còn chê sao? Chồng, tôi biết lỗi rồi, bây giờ tháo ra là được. Giọng nói nũng nịu truyền vào tai mọi người, sau đó Nhâm Trung Hằng thấy người phụ nữ kia tháo mái tóc giả xuống để lộ ra mái tóc vàng, khoảnh khắc này hắn chợt hiểu ra nàng là Mộc Hàm. Chồng, tôi vào trong rửa mặt cái đã. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Sau đó chạy vào trong nhà vệ sinh. Mộc Hàm đi thì Hạ Thiên chú ý sang Nhâm Trung Hằng, hắn lóe lên đến bên cạnh Nhâm Trung Hằng, sau đó lấy ngân châm đâm vài cái lên người đối phương. Nhâm Trung Hằng lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều chỉ trong nháy mắt, những bộ vị bị thương trên người đã không còn đau đớn. Chú biểu hiện rất tốt, giúp anh tìm được vợ. Hạ Thiên khen ngợi Nhâm Trung Hằng. Không hổ danh là tiểu đệ của anh, hữu dụng hơn đám cảnh sát kia. Cảm ơn đại ca. Giọng điệu của Nhâm Trung Hằng có chút suy yếu nhưng cũng đã đứng lên. Chúc mừng đại ca và đại tẩu gặp lại. À, đúng rồi, ai chém chú như vậy? Là ba tên này sao? Hạ Thiên nhìn ba tên cầm đao ngã trên mặt đất, hắn thuận miệng hỏi một câu. Bẩm đại ca, chính là bọn chúng, may mà đại tẩu ra tay cứu giúp, nếu không tôi đã chẳng thể được gặp lại đại ca. Nhâm Trung Hằng khẽ nói. Lúc này âm thanh của Mộc Hàm lại truyền tới. Bọn họ có tổng cộng 5 người, bên ngoài còn có 2 tên, nhưng đều bị tôi giải quyết. Nhâm Trung Hằng và Tạ Hiểu Phong không khỏi nhìn Mộc Hàm, cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao Hạ Thiên nói Mộc Hàm không đẹp. Nếu so sánh với Mộc Hàm bây giờ thì Mộc Hàm vừa rồi đúng là không xinh đẹp. Không phải ánh mắt thiên ca quá cao, nhưng vợ của anh ấy quả nhiên xinh như mộng. Tạ Hiểu Phong thầm cảm khái, sau đó hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, không thể nhìn người sống thì phải nhìn kẻ chết. Nhâm Trung Hằng cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, người phụ nữ của đại ca không được phép nhìn tùy tiện.
Dù trong lòng hắn không thể nào hoàn toàn thừa nhận Hạ Thiên là đại ca, nhưng hắn biết đây là sự thật khó thể thay đổi, hơn nữa đối với hắn thì đây chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất đêm nay đại ca đã cứu hắn, cũng gián tiếp cứu người nhà của hắn. Khoảnh khắc này Nhâm Trung Hằng cũng không thể không thừa nhận, Mộc Hàm là một trong bốn đóa hoa ở thủ đô, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bây giờ nàng bộc lộ diện mạo thật, có thể nói là hấp dẫn và xinh đẹp hơn rất nhiều so với người trên hình. Vậy thì được. Hạ Thiên lúc này cũng rất hài lòng, Mộc Hàm bây giờ đã khôi phục lại diện mạo vốn có, hơn nữa còn mặt trang phục tiếp viên hàng không, hình như càng nhìn càng có hương vị quyến rũ riêng. Hạ Thiên vung tay bế Mộc Hàm lên. Vợ, chúng ta đi. Ừ. Mộc Hàm ôm cổ Hạ Thiên, bây giờ chuyện nàng muốn làm nhất chính là nằm ngủ một giấc trong lòng hắn. Hạ Thiên ôm Mộc Hàm bỏ đi, nhưng hắn lại nhớ ra vấn đề gì đó, hắn tiến đến trước mặt Nhâm Trung Hằng. Này, sau này nên cẩn thận, đừng để người ta chém. Chú là tiểu đệ của anh, chú bị chém chết thì anh rất mất mặt, nếu có người muốn chém chú nhớ nói cho anh biết, anh giúp chú xử lý, tránh cho anh mất mặt, hiểu chưa? Vâng, đại ca. Nhâm Trung Hằng vội vàng lên tiếng, hắn còn muốn nói gì đó nhưng Hạ Thiên đã biến mất. Phòng khách chợt trở nên lạnh lẽo, Nhâm Trung Hằng nhìn vợ và con gái, bây giờ vợ có vẻ trấn tĩnh, nhưng con gái thì rất kinh hoàng, cũng không dám hó hé lời nào. Đưa Tiên Nhi lên lầu đi ngủ. Nhâm Trung Hằng nói với vợ. Vết thương của anh. Ngô Phương dùng ánh mắt lo lắng nhìn chồng. Không có gì, anh cảm thấy rất tốt. Nhâm Trung Hằng lắc đầu nói, hắn cảm thấy tình hình rất tốt. Đến lúc này hắn biết rất rõ, Hạ Thiên đúng là thần nhân, ít nhất y thuật cũng rất thần kỳ. Ngô Phương không nói thêm điều gì, nàng đưa con gái lên lầu. Nhâm Trung Hằng quét mắt nhìn gian phòng, hắn đột nhiên khựng lại. Ngoài ba người nằm trên mặt đất thì vẫn còn một người đang đứng. Cậu là... Nhâm Trung Hằng nhìn Tạ Hiểu Phong, hắn khẽ nhíu mày. À, Hằng ca, em là Tạ Hiểu Phong, trước kia là đàn em của Đông ca, bây giờ theo Thiên ca. Tạ Hiểu Phong vội vàng nói. Hôm nay em luôn đi theo Thiên ca, Mãnh ca tìm được em, mới tìm được Thiên ca. Chương 509, danh chấn thủ đô. Tạ Hiểu Phong vốn muốn đi theo Hạ Thiên. Nhưng lúc này Hạ Thiên đã có vợ, tất nhiên không còn hứng thú quan tâm đến hắn. Kết quả là Hạ Thiên ôm Mộc Hàm bỏ đi, Tạ Hiểu Phong phải ở lại nhà Nhâm Trung Hằng. Điều này cũng làm cho Tạ Hiểu Phong phát hiện ra một vấn đề, hắn theo một nhân vật thần nhân như Thiên ca là không quá sự thật. Ví dụ như bây giờ, thần quân đã đi nhưng hắn căn bản không thể đi theo, hắn cũng hiểu được vấn đề này, người ta tìm được vợ đẹp, tất nhiên sẽ phải lên giường 3 ngày 3 đêm, nào có thời gian quan tâm đến nhân vật nho nhỏ như hắn. Nhưng đầu óc của Tạ Hiểu Phong rất linh hoạt, hắn nghe thấy hỏi thăm của Nhâm Trung Hằng, vì vậy ý thức được mình còn có cơ hội. Nếu đã không thể theo chân Thiên ca lăn lộn, như vậy theo Hằng ca cũng không tồi. Vì vậy Tạ Hiểu Phong nói ra lai lịch của mình, còn cố ý nói ra công lao. Hắn cũng không nói dối, nếu không tối nay Nhâm Trung Hằng thật sự không gặp mặt được Hạ Thiên. Hạ Thiên căn bản không biết điện thoại của mình bị người ta giở trò, vì vậy hắn để lại số điện thoại mà người ta không thể liên lạc được. Nếu không phải một thủ hạ bên cạnh Mãnh ca còn nhớ một Tạ Hiểu Phong đi theo bên cạnh Hạ Thiên, sau đó tìm ra Tạ Hiểu Phong, để Tạ Hiểu Phong tìm đến Hạ Thiên, đêm nay sợ rằng Nhâm Trung Hằng sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Tạ Hiểu Phong sao, đêm nay cậu biểu hiện không tệ, nếu không có ý kiến gì khác thì sau này cùng đi với anh. Nhâm Trung Hằng nhìn Tạ Hiểu Phong rồi thản nhiên nói. Vâng, cảm ơn Hằng ca, cảm ơn Hằng ca. Tạ Hiểu Phong cực kỳ vui mừng. Lý tưởng của hắn cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Nhâm Trung Hằng bảo Tạ Hiểu Phong ngồi sang một bên, sau đó hắn bắt đầu điện thoại. Hắn cần phải xử lý đám cầm đao, còn phải biết ai muốn giết cả nhà hắn. Lúc này Mộc Hàm thật sự muốn ngủ một giấc, trước đó nàng vừa chấp hành nhiệm vụ từ nước ngoài quay về, nàng định nghỉ ngơi vài ngày. Nào ngờ khi nàng vừa quay về thì bị người ta ám hại, sau đó trốn đi 2 ngày. Trong thời gian 2 ngày qua tinh thần của nàng luôn căng thẳng. Tất nhiên nàng sẽ khó ngủ ngon. Bây giờ cuối cùng nàng cũng tìm gặp được Hạ Thiên, tâm tình được buông lỏng, tất nhiên có Hạ Thiên ở bên cạnh thì nàng sẽ cảm thấy an toàn, có thể ngủ ngon giấc. Nhưng khi Mộc Hàm lên giường và Hạ Thiên cởi quần áo của nàng ra, khi đó nàng biết đêm nay mình khó thể ngủ cho ngon. Khi cảm giác mềm muội bùng lên, nàng chợt hiểu, thật ra lúc này nàng cũng không phải muốn ngủ, bây giờ nàng chỉ muốn dùng hết tất cả bản năng để nghênh chiến với người đàn ông đang xâm chiếm ở bên trên. Một buổi tối Hạ Thiên và Mộc Hàm đánh nhau, dã chiến, trên giường khách sạn, cả hai trắng đêm không ngủ.
Một đêm này cái tên Hạ Thiên cũng được truyền vào trong tai rất nhiều người. Khắp tất cả diễn đàn ở thủ đô có tin về thần y, cuối cùng còn làm cho người ta bàn luận rôm rả, hàng loạt topic được lập ra. Đồng thời có rất nhiều người bệnh được Hạ Thiên chữa bệnh đứng ra chứng thực vấn đề, đến lúc này thì phần lớn mọi người đã vững tin, thủ đô thật sự có một thần y. Lúc đầu mọi người còn chưa biết tên thần y, nhưng sau này không biết ai nói ra cái tên Hạ Thiên, vì vậy mà thần y đệ nhất thiên hạ là Hạ Thiên đã được truyền bá rộng rãi. Tuy không phải chỉ là một đêm mà nổi tiếng khắp thủ đô, nhưng Hạ Thiên mới vào thủ đô được 2 ngày mà đã trở thành danh nhân. Rất nhiều người muốn biết Hạ Thiên rốt cuộc còn có chữa bệnh miễn phí ở bệnh viện Nhân Tâm nữa hay không, cũng có rất nhiều người quyết định ngày mai xin nghỉ để đến bệnh viện Nhân Tâm xem xét. Tất nhiên những kẻ có thân nhân bị bệnh cũng tìm cách đi tìm Hạ Thiên, như vậy mới chữa bệnh được ho người thân của mình. Hơn nữa cái tên của Hạ Thiên được truyền bá không những chỉ vì sự kiện thần y, đồng thời còn có vấn đề về đại trạch của Lý gia. Lý gia là gia tộc xếp vị trí thứ 2 ở thủ đô bây giờ gặp phải nguy cơ chưa từng có. Lão Lý là người có uy tín và quyền thế nhất Lý gia đã bị bắt, mà mái nhà trăm năm của Lý gia cũng bị người ta san thành bình địa, con cháu Lý gia bị thương rất nhiều. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ một người, một tên thanh niên là Hạ Thiên, người này vừa đến thủ đô, hắn sử dụng một phương thức khó tưởng để làm Lý gia hùng mạnh phải suy sụp. Dù rất nhiều người biết thông tin này do người ta cố ý thả ra, nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy khó tin Hạ Thiên làm như vậy. Nhưng có một vấn đề rất rõ ràng, Lý gia đã suy sụp thì Hạ Thiên khó thể thoát khỏi liên quan, điều này cũng làm cho mọi người oi phải nhớ kỹ cái tên Hạ Thiên. Sự việc rất kỳ quái, Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải 2 tháng, hắn làm rất nhiều chuyện chấn động nhưng người biết được lại không nhiều. Sự tích của hắn được đưa lên và biến mất ngay lập tức, thậm chí đoạn phim về buổi họp báo sản phẩm mỹ phẩm với tập đoàn của Diệp Mộng Oánh cũng bị người ta xóa mất. Cuối cùng không ai biết hắn là Hạ Thần Y. Nhưng hắn vừa đến thủ đô 2 ngày, tin tức của hắn đã xuất hiện khắp nơi, vì thế mà hắn trở thành danh nhân ở thủ đô. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không biết những vấn đề này, dù hắn biết cũng sẽ không quan tâm. Cả buổi tối hắn chiến đấu trên người Mộc Hàm, mãi đến sáng sớm hắn mới ôm Mộc Hàm tiến vào mộng đẹp. Đợi đến khi Hạ Thiên tỉnh lại thì đã là giữa trưa, Mộc Hàm tỉnh lại trước hắn, nàng nằm nghiêng bên cạnh dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không phải nhìn cặp mắt của Mộc Hàm đầu tiên, hắn nhìn tư thái của nàng. Lúc này nàng không mặc quần áo, cũng không đắp mền, tư thái hoàn mỹ làm Hạ Thiên nhìn không chớp mắt. Vợ, mới vài ngày mà dáng người chỉ tốt lên hẳn. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn lại lật Mộc Hàm đặt xuống bên dưới và leo lên. Chồng, đừng, chưa rồi, chúng ta xuống dùng cơm thôi. Mộc Hàm nũng nịu năn nỉ. Vợ, tôi ăn chị trước. Hạ Thiên nghiêm trang nói, hắn cảm thấy cơm chưa chắc đã ngon, nhưng vợ thì dễ ăn hơn. Mộc Hàm rất bất đắc dĩ, cuối cùng cũng phải để cho Hạ Thiên ăn sạch, sau đó nàng kéo hắn xuống giường, cả hai rửa mặt đánh răng và thu dọn chuẩn bị ra dùng cơm, bây giờ đã gần 2 giờ trưa. Chồng, đi thôi. Mộc Hàm kéo tay Hạ Thiên rồi đi ra khỏi phòng. Hai người cùng ra khỏi phòng, ngay sau đó lại nghe thấy những âm thanh rầm rập, ở hành lang khách sạch có hơn 10 người phóng đến. Chương 510, Mộc Hàm mê hoặc. Xin hỏi anh có phải là Hạ Thiên thần y không? Chào anh, xin hỏi hôm nay anh có đến chữa bệnh từ thiện ở bệnh viện Nhân Tâm nữa không? Chào Hạ thần y, lúc này ở bệnh viện Nhân Tâm có rất nhiều người chờ anh có qua không? Chị gái, xin hỏi chị là bạn gái của Hạ thần y sao? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, điều này làm Hạ Thiên khó thể hiểu được. Khoảnh khắc này Mộc Hàm nhớ đến bản tin xem tối qua. Xem ra sự kiện truyền ra rất nhanh, đám phóng viên biết Hạ Thiên ở đây nên chờ sẵn bên ngoài. Chồng, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Mộc Hàm nhắc nhở Hạ Thiên. Hạ Thiên vốn rất bất mãn với đám phóng viên, nhưng hắn nghe Mộc Hàm nói như vậy thì quyết định không đánh bọn họ. Hắn chỉ kéo tay Mộc Hàm hóa thành một bóng người nhàn nhạt xuyên qua nhóm phóng viên đi ra ngoài. Ủa, người đâu? Chạy đâu mất rồi? Thần y đâu? Đám phóng viên bị một luồng lực lượng vô hình gạt ra, sau đó bọn họ phát hiện thần y đã không còn, vì vậy vội vàng đuổi theo, nhưng đáng tiếc là xuống đến dưới lầu và không thấy bóng dáng người nào. Nhưng bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất bọn họ cũng chụp được rất nhiều hình ảnh, chắc chắn tiêu đề, Hạ thần y có bạn gái là tiếp viên hàng không, sẽ rất hút khách. Sau khi Hạ Thiên kéo Mộc Hàm rời khỏi khách sạn thì chạy đến quán cơm tương mà tối qua đã ăn một bữa, hắn và Mộc Hàm chuẩn bị ăn cơm. Hắn lại không biết nhà hàng nào khác, lại cảm thấy món ăn ở quán tương là không tệ,
vì vậy hắn mới đưa Mộc Hàm đến nơi này. Nhân viên phục vụ nhà hàng thấy Hạ Thiên lại xuất hiện, lại gọi hơn 10 món ăn, trong lòng ai cũng thầm oán giận Hạ Thiên. Người này đúng là heo, mỗi ngày đều ăn như vậy, đồng thời còn có bạn gái là tiếp viên hàng không, đúng là ông trời không có mắt. Nghe nói lương của tiếp viên hàng không rất cao, người này có lẽ đang ăn cơm chùa. Lần này đám nhân viên nhà hàng cho rằng Hạ Thiên là kẻ ăn bám, tất nhiên trong lòng cũng không khỏi khinh thường Mộc Hàm không có mắt. Mộc Hàm xinh đẹp nhưng ánh mắt lại kém cỏi, chưa nói đến vấn đề tìm một tên ăn bám, hơn nữa còn là một kẻ dạng chó hình người. Mộc Hàm tất nhiên không biết vì sao đám nhân viên phục vụ cứ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, lúc này nàng lại hỏi Hạ Thiên. Chồng, hôm qua sao cậu lại chạy đến chữa bệnh từ thiện? Người khác chữa bệnh từ thiện thì kỳ quái nhưng Hạ Thiên làm vậy lại rất kỳ quái, theo Mộc Hàm được biết thì chồng nàng không thể hảo tâm như vậy, ngẫu nhiên hắn có giúp vài người xem bệnh, nhưng cố ý đi chữa bệnh miễn phí thì thật sự không phải là phong cách của hắn. À, không biết tên khốn nào đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi, lúc đó không có tiền, cũng chỉ có thể chữa bệnh kiếm chút đỉnh. Hạ Thiên cũng không giấu. Lúc đầu không ai tin tôi có thể chữa bệnh, vì vậy cũng chỉ chữa từ thiện trước rồi thu phí sau. Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì cảm thấy suy đoán của mình là đúng, có người động tay vào tài khoản của Hạ Thiên. Chồng, cậu có biết tài khoản bị đóng băng khi nào không? Mộc Hàm hỏi. Tôi cũng không biết, tôi muốn rút tiền nhưng không ra, vì vậy phải đến hỏi ở ngân hàng, nhưng ngân hàng nói tài khoản đã bị đóng băng. Lúc đó tôi muốn điện thoại hỏi Tiểu Kiều và chị Hinh, nhưng cũng không liên lạc được. Hạ Thiên có chút khó hiểu. Đúng là kỳ quái. Sau khi đến thủ đô thì tôi không điện thoại được cho ai cả, thậm chí cũng không thể gọi cho cảnh sát tỷ tỷ. Chồng, đưa điện thoại của cậu đây, tôi xem tình huống. Mộc Hàm đã sớm nghi ngờ điện thoại của Hạ Thiên bị người ta động tay, bây giờ nghe hắn nói như vậy thì càng thêm hoài nghi. Hạ Thiên lấy điện thoại ra đưa cho Mộc Hàm, nàng kiểm tra, tất cả vẫn NS thường, tín hiệu sóng rất tốt, nhưng điện thoại đi hay điện thoại đến đều báo không liên lạc được. Chồng. Số điện thoại của cậu đã bị người ta động tay, cậu căn bản không thể gọi cho bất kỳ ai, lát nữa đổi số điện thoại mới là xong. Mộc Hàm nói với Hạ Thiên, nàng tin có hơn nữa là Lý Gia hoặc Triệu Gia nhúng tay vào. Làm như vậy thì khi Hạ Thiên gặp phải nguy hiểm cũng không thể điện thoại xin sự trợ giúp, nhưng đến lúc này hắn vẫn chưa có chú nguy hiểm nào. Thứ này cũng có thể gian lận sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Có thể, chỉ cần công ty phục vụ mạng điện thoại động tay vào là được. Mộc Hàm khẽ gật đầu, người bình thường chắc chắn sẽ khó làm được, nhưng Lý Gia hay Triệu Gia thì lạ khác, bọn họ là gia tộc hùng mạnh, chuyện kia chẳng đáng là gì. Hạ Thiên suy nghĩ mãi mà không hiểu, hắn quyết định không để ý đến vấn đề này, đợi đến khi hắn gặp nhân viên nhà viễn thông, hắn sẽ cho bọn họ một trận. Chồng, sao cậu biết tôi gặp chuyện không may? Một lát sau Mộc Hàm lại hỏi. À, tên Lý Minh Quang ngu ngốc điện thoại cho tôi. Hạ Thiên trả lời. Điều này làm nhắn nhơ đến một vấn đề. Tôi còn chưa xử lý tên khốn Lý Minh Quang, cũng không biết hắn nằm viện ở đâu, tôi muốn xử lý hắn. Chồng, thật ra tôi cũng không có chuyện gì, Lý Gia cũng bị dạy cho một bài học, chúng ta về Giang Hải thôi. Mộc Hàm có chút chần chừ rồi nói. Thủ đô là nơi ngọa hổ tàng long, tuy Hạ Thiên rất lợi hại nhưng Mộc Hàm cảm thấy ở đây cũng không phải kế sách lâu dài, nếu đến Giang Hải thì sẽ an toàn hơn. À. Tạm thời tôi không thể đi. Hạ Thiên trừng mắt nói. Chồng, cậu còn chuyện gì ở đây sao? Mộc Hàm vội hỏi. Có phải cậu muốn tìm Yêu Yêu? Thật ra sau này chúng ta có thể tìm Yêu Yêu sau. À, tôi cũng muốn tìm Tiểu Yêu Tinh, nhưng còn một người phụ nữ nữa cần tìm. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mộc Hàm có chút mơ hồ. Chồng, người phụ nữ anh nói là ai? À, là một người tên là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên tra lời. Tống Ngọc Mị sao? Mộc Hàm có chút kỳ quái. Chồng, anh muốn xử lý Tống Ngọc Mị sao? Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Điều này, chồng, sao cậu phải muốn giết Tống Ngọc Mị? Mộc Hàm cảm thấy rất khó hiểu, nàng thấy Hạ Thiên muốn cướp Tống Ngọc Mị làm vợ thì đúng hơn, giết Tống Ngọc Mị là không dễ gì. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộc Hàm. Vợ, chị biết Tống Ngọc Mị sao? Đúng vậy, đã gặp mặt vài lần. Không tính là quá quen nhưng cũng có thể ní là biết nhau. Mộc Hàm khẽ gập đầu, nàng suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra, nàng tìm một tấm hình rồi đưa ra cho Hạ Thiên. Chồng, đây có phải là Tống Ngọc Mị không? Chương 511, hai Tống Ngọc Mị.
Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tấm hình trong điện thoại, sau đó hắn mới dùng giọng kỳ quái hỏi Mộc Hàm. Vợ, cô ấy cũng được gọi là Tống Ngọc Mị sao? Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì hiểu ra. Chồng, cậu nói Tống Ngọc Mị không phải là người này sao? Không phải. Hạ Thiên lắc đầu, tuy Tống Ngọc Mị trên ảnh cũng rất đẹp, hơn nữa cách ăn mặc cũng kỳ quái, mặc một bộ quần áo cổ trang, nhưng nói về gương mặt hay dáng người cũng thua xa Tống Ngọc Mị thật sự, mà bộ dạng của hai người cũng không có bất kỳ điểm nào tương đồng. Mộc Hàm nhìn không được phải hỏi. Chồng, vậy Tống Ngọc Mị mà cậu nói rốt cuộc là ai? Một người phụ nữ rất lợi hại. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tôi đã từng đến chỗ ở của cô ấy, nhưng cũng không biết đến đó bằng đường nào. Ngày đó Hạ Thiên bỏ chạy cũng muốn ghi nhớ tên đường, nhưng khốn nổi tất cả tâm tư của hắn đang phải xem xét chống đỡ âm hỏa và cương khí, vì vậy không có thời gian ghi nhớ đường đi. Hơn nữa hắn cũng không quen thuộc thủ đô, đến lúc này hắn hoàn toàn không biết làm sao để tìm được Tống Ngọc Mị. Chồng, cậu xác định người kia là Tống Ngọc Mị sao? Mộc Hàm suy nghĩ rồi hỏi. Hình như cũng chưa thể xác định. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn không phải bị người phụ nữ kia lừa đấy chứ. Chẳng lẽ người phụ nữ kia báo một cái tên giả để lừa hắn? Nếu như vậy thì dù hắn đến hỏi thần tiên tỷ tỷ, sợ rằng nàng cũng chưa từng nghe qua cái tên kia. Chồng, cậu và Tống Ngọc Mị kia có thù oán gì sao? Mộc Hàm hỏi. À, tôi và chị ấy thì không có gì, nhưng hình như chị ta có thù oán với thần tiên tỷ tỷ. Vì vậy tôi phải xử lý chị ấy. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mộc Hàm thiếu chút nữa đã hỏi thần tiên tỷ tỷ là ai, nhưng cuối cùng nàng cũng nhịn được. Nàng cũng biết chút thông tin về thần tiên tỷ tỷ, biết rõ thần tiên tỷ tỷ là vợ cả của Hạ Thiên, vì có sự tồn tại của thần tiên tỷ tỷ mà Kiều Tiểu Kiều cũng chỉ là vợ bé mà thôi. Chồng, cậu vội vàng tìm Tống Ngọc Mị kia lắm sao? Mộc Hàm đúng là không hỏi Tống Ngọc Mị kia có thù oán gì với thần tiên tỷ tỷ. Nếu chồng muốn tìm Tống Ngọc Mị kia gây phiền toái, nàng chỉ cần giúp hắn là được, không cần hỏi quá nhiều, dù sao thì nàng sẽ giúp hắn. Hạ Thiên lắc đầu. Không vội, người phụ nữ kia rất lợi hại, tôi bây giờ còn chưa đánh lại chị ấy, đợi đến khi tôi nghĩ ra biện pháp thì xử lý cũng không muộn. Cái gì? Mộc Hàm lắp bắp kinh hoàng. Chồng, cậu nói là, Tống Ngọc Mị kia còn lợi hại hơn cậu sao? Cũng không phải lợi hại hơn tôi, chỉ là đánh nhau lợi hại hơn mà thôi. Những phương diện khác thì tôi mạnh hơn. Hạ Thiên không chịu thừa nhận mình thua kém Tống Ngọc Mị, tất nhiên điều này cũng chẳng phải là hắn mạnh miệng, ít nhất thì ở phương diện y thuật thì Tống Ngọc Mị cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa trước đó hai người giao thủ thì cũng xem như hắn chiếm thế thượng phong. Tuy Hạ Thiên nói rất hời hợt nhưng Mộc Hàm lại kinh hoàng, có người võ công còn cao hơn cả Hạ Thiên. Điều này đúng là khó tưởng. Vợ, chị nói Tống Ngọc Mị này và Tống Ngọc Mị kia có quen biết nhau không? Hạ Thiên lúc này lại mở miệng hỏi. Người phụ nữ kia cả ngày đều cảm thấy mình rất giỏi, đáng lý ra sẽ không nên giả mạo tên người khác mới đúng, thật sự có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Tống Ngọc Mị tôi biết này cũng sẽ không chịu giả mạo tên của người khác. Mộc Hàm khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Vợ biết Tống Ngọc Mị này ở đâu không? Hạ Thiên suy nghĩ. Chúng ta có thể đi hỏi chị ta, xem chị ta có quan hệ gì với Tống Ngọc Mị kia không? Tuy tôi không biết chị ấy ở đâu, nhưng tìm cũng không quá khó. Mộc Hàm nhìn Hạ Thiên. Chồng, cậu thật sự muốn tìm chị ấy sao? Chị ấy rất khó nói chuyện. À, không sao. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy thì được, tôi sẽ tìm người hỏi hành tung của Tống Ngọc Mị. Mộc Hàm cầm lấy điện thoại, sau đó nàng gọi điện, bây giờ nàng đã tìm được Hạ Thiên, tất nhiên nàng sẽ không cần cố gắng che giấu hành tung. Mộc Hàm cúp điện thoại rồi nói với Hạ Thiên. Chồng, tôi đã nhờ người thăm dò, nếu có tin của Tống Ngọc Mị thì sẽ được báo ngay. Vợ, mặc kệ Tống Ngọc Mị kia, chúng ta mau ăn cơm. Hạ Thiên lúc này lại nói. Nếu không tối chị lại chẳng còn sức. Gương mặt Mộc Hàm chợt đỏ ửng, ông chồng này hình như còn chưa đã thèm, mới đây đã chuyển rời nội dung câu chuyện rồi. Mộc Hàm được Hạ Thiên nhắc nhở mới phát hiện mình nên đi ăn cơm, tối qua tiêu hao quá nhiều thể lực, vừa rồi còn bị chồng ăn thêm một lần. Nếu bây giờ nàng không ăn gì thì đúng là chẳng còn chút sức lực nào. Hai người ăn xong bữa cơm đã đến 3 giờ chiều, khi đi ra nhà hàng thì Mộc Hàm tự nhiên ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên, nàng nũng nịu. Chồng, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi đến tòa nhà Vọng Kinh, tôi trả tiền cho người ta. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói,
hắn còn thiếu Ninh Khiết 5.000, bây giờ hắn sẽ đến trả lại cho nàng. Đối với hắn thì mình tìm được vợ cũng có công rất lớn của Ninh Khiết. Mộc Hàm cũng không nói nhiều, nàng vẫy tay muốn đón một chiếc taxi. Két! Một tiếng thắng gấp vang lên, một chiếc xe con dừng lại bên cạnh Mộc Hàm, đây không phải là xe taxi. Chiếc xe mở cửa, một người phụ nữ trẻ tuổi bước xuống, nàng đeo giày cao gót, túi xách hàng hiệu, rất có hương vị của người phụ nữ trưởng thành. Nhưng khi nàng mở miệng thì giọng nói làm người ta không thoải mái. Đây không phải là Mộc Hàm sao? Sao bây giờ lại mặc trang phục tiếp viên hàng không? Mộc Hàm khẽ chau mày, nhưng nàng cũng không quan tâm đến người phụ nữ trẻ mà tiếp tục vẫy chiếc taxi cách đó không xa. Đáng tiếc là người phụ nữ kia không có ý nghĩ buông tha cha Mộc Hàm, nàng dùng giọng kỳ dị nói. Thế nào, ngay cả xe cũng không mua nổi sao? Này Mộc Hàm, với bộ dáng và gương mặt của cô, còn có bộ đồng phục này nữa, chỉ cần cô tùy tiện đi, lang, một buổi tối sẽ có ít nhất là vài chục ngàn, sao bây giờ cô lại nghèo vậy? Lâm Chỉ Vân, nếu cô không học được cách nói chuyện thì câm mồm lại, nếu không tôi sẽ cho cô sau này trở thành người câm. Gương mặt Mộc Hàm chợt trở nên phát lạnh, giọng nói lạnh như băng, nàng căn bản không muốn quan tâm đến đối phương, nhưng lời nói của đối phương quá khó nghe. Muốn đánh người sao? Người phụ nữ được gọi là Lâm Chỉ Vân cũng không yếu thế. Mộc Hàm, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Loại người như cô chỉ đi bán hoa. Bốp! Một cái tát trong trẻo vang lên làm cho Lâm Chỉ Vân khó thể nói dứt lời. Chương 512, người phụ nữ xấu xí của Lâm gia. Cô dám đánh tôi sao? Lâm Chỉ Vân vuốt gò má nóng bỏng, nàng dùng ánh mắt cực kỳ tức giận nhìn Mộc Hàm. Lâm Chỉ Vân, tôi muốn giữ lại cho cô vài phần thể diện, nhưng cô là loại không biết xấu hổ, tôi cũng không cần lo lắng cho cô. Mộc Hàm hừ nhẹ một tiếng. Một tát này xem như dạy bảo cô, nếu cô còn ăn nói lung tung, tôi sẽ vả nát miệng cô ra. Mộc Hàm, cô muốn gì? Cô nghĩ rằng mình bây giờ còn như trước sao? Lâm Chỉ Vân có vẻ rất hổn hển. Triệu gia đã nói, sau này Mộc Hàm cô làm gì cũng không liên quan đến Triệu gia, cô cho rằng mình là gì? Tôi nói cho cô biết, cô chẳng là cái quái gì. Lâm Chỉ Vân, tôi không là cái quái gì cũng chẳng cần cô quan tâm. Mộc Hàm cười lạnh một tiếng. Cô có bao giờ nghĩ mình là cái quái gì chưa? Mộc Hàm, cô đừng to mồm, cô còn cho rằng mình là một trong bốn đóa hoa ở thủ đô sao? Lâm Chỉ Vân dùng ánh mắt oán giận nhìn Mộc Hàm. Tôi nói cho cô biết, ở thủ đô bây giờ đã có không biết bao nhiêu cậu ấm muốn kéo cô lên giường, không có Triệu gia làm hậu trường, cô sẽ không còn là danh hoa ở thủ đô, mà sẽ là dâm hoa, ha ha ha. Bốp, bốp, Mộc Hàm lại tung hai tát lên mặt Lâm Chỉ Vân. Lần này chính thức cho hai cái răng của Lâm Chỉ Vân chào hàm. Lâm Chỉ Vân, dù có Triệu gia hay không tôi cũng có thể vả gãy răng cô. Mộc Hàm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Chỉ Vân. Nếu cô còn tiếp tục nói những lời dơ bẩn, tôi sẽ không ngại để sau này cô trở thành người câm. Tốt, họ Mộc, cô hung ác, cô chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Lâm Chỉ Vân lau vết máu trên khóe miệng. Đợi đến khi cô là dâm hoa ở thủ đô. Tôi nhất định sẽ cho tất cả đàn ông Lâm ra chơi cô, đại ca của tôi cũng sẽ chơi cô. Này, người quái dị, cô rất muốn trở thành dâm hoa vang tiếng ở thủ đô sao? Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Chỉ Vân, sau đó hắn đưa tay châm hai cái lên người nàng. Đừng nóng vội, cô sẽ nhanh chóng đạt thành ước nguyện. Cậu nói ai là người quái dị? Lâm Chỉ Vân dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ngu quá, tôi nói cô mà cũng phải hỏi lại sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt thấy kẻ ngốc nhìn Lâm Chỉ Vân. Cậu! Lâm Chỉ Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Thiên. Cậu là thứ quái quỷ gì? Cậu chẳng phải chỉ nhặt được con điếm của Triệu công tử sao? Ngu như heo, vậy mà còn tưởng mình nhặt được hàng zin sao? Chỉ Vân, đừng nói nữa. Một âm thanh từ trong xe truyền ra, thì ra bên trong xe còn có một người đàn ông. Lâm Chỉ Vân nghe được âm thanh này mà biết vừa rồi mình đã nói hớ. Dù nàng nói Mộc Hàm thế nào cũng được nhưng không nên động vào Triệu công tử, nếu không Triệu công tử tức giận, nàng sẽ có kết cục rất bi thảm. Gian phu dâm phụ. Lâm Chỉ Vân cuối cùng mắng Hạ Thiên và Mộc Hàm một câu, sau đó nàng vội vàng lên xe thúc giục tên đàn ông. Đi thôi. Chiếc xe chạy thẳng đi, Mộc Hàm vẫn đứng lại với gương mặt phẫn nộ, Lâm Chỉ Vân nói ra những lời độc mồm làm nàng rất tức giận, nếu không phải đây đang ở trên đường thì nàng sẽ sinh ra xúc động rút súng bắn đối phương. Mộc Hàm quay đầu nhìn Hạ Thiên và khẽ thở ra một hơi,
tuy nàng và Triệu công tử không có quan hệ gì nhưng cũng lo lắng Hạ Thiên suy nghĩ lung tung. Nhưng bây giờ nàng thấy Hạ Thiên không có vẻ gì là tức giận, vì vậy cũng không quá lo lắng. Chồng, cậu đừng nghe những lời nói bậy bạ của Lâm Chỉ Vân, tôi và Triệu công tử căn bản không có quan hệ như những gì cô ta nói. Dù Hạ Thiên không tức giận nhưng Mộc Hàm vẫn cảm thấy mình nên giải thích. Thật ra nếu nói một cách nghiêm khắc thì Triệu công tử có thể là sư phụ của tôi, tất nhiên giữa chúng tôi cũng không có quan hệ thầy trò đúng nghĩa. Khi Triệu công tử mười mấy tuổi thì đã tìm không ít người để bồi dưỡng, em chính là một trong số đó. Sau đó Yêu Yêu lại thích tôi, vì vậy thân phận của tôi có chút đặc thù, thậm chí còn có phòng ngủ riêng ở Triệu gia. Vợ, tất nhiên tôi sẽ không tin lời người quái gì kia. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, hắn không quan tâm đến sự kiện vừa rồi, vì hắn hiểu rất rõ tình huống cơ thể của Mộc Hàm, nàng từ một thiếu nữ trở thành thiếu phụ, tất cả đều do hắn làm ra. Nhưng Hạ Thiên lại hỏi một câu. Vợ, người quái gì kia là ai? Có cửu oán với chị sao? Cô ta chính là em họ của Lâm Tử Hào. Mộc Hàm giải thích nói. Tôi giải trừ hôn ước với Lâm Tử Hào, trước nay Lâm gia coi đó là nhục nhã, nhưng bọn họ cũng không dám nói gì với Triệu gia. Sau này Lâm Tử Hào trở nên ngây ngốc, Lâm gia liền nói với người khác, cũng vì Lâm Tử Hào ngây ngốc mới từ bỏ Mộc Hàm. Dù rất nhiều người biết sự thật không phải là như vậy, nhưng cũng không ai vạch trần bọn họ, dù sao Lâm gia cũng rất có thế lực ở thủ đô. Mộc Hàm nghĩ đến những lời của Lâm Chỉ Vân mà trong lòng mơ hồ có chút sầu não, Triệu gia thật sự tuyên bố không có chút quan hệ gì với nàng sao. Nàng cũng không nhung nhớ đến thân phận và địa vị của Triệu gia mang lại. Nhưng trong tiềm thức của nàng thì Tô gia đã được coi là nhà, nơi đó có những người rất tốt, còn có chị em của nàng là Yêu Yêu, còn có rất nhiều ký ức của nàng. Thì ra đó là em gái ngu ngốc của Lâm Tử Hào, hèn gì cũng ngốc như Lâm Tử Hào. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn ôm Mộc Hàm. Vợ, xe taxi đến rồi, chúng ta đi thôi. Ừ. Mộc Hàm lên tiếng, nàng cùng theo Hạ Thiên vào trong xe taxi, sầu não trong lòng cũng biến mất. Có lẽ vì không còn liên quan gì đến Triệu gia đối với nàng sẽ là chuyện tốt, sau này bên người nàng chỉ có một người đàn ông, là chỗ dựa duy nhất của nàng. Lúc này nàng toàn tâm toàn ý với hắn, dù một ngày nào đó hắn có xung đột với Triệu gia, nàng cũng không còn gì để cố kỵ. Sau này cái gì là danh hoa thủ đô, cái gì là đặc công Long Tổ, cái gì là Triệu gia, đối với Mộc Hàm, nàng cũng không muốn nữa. Sau này thân na phận của nàng rất đơn giản, nàng là người phụ nữ của Hạ Thiên. Có thể sống một cuộc sống đơn giản. Vợ, người quái dị vừa rồi có nói đến bốn đóa hoa ở thủ đô, bốn đóa hoa kia là ai? Xe taxi chạy đi được một lúc, cuối cùng Hạ Thiên mới nhớ đến vấn đề, hắn mở miệng hỏi. Chồng, đây chẳng qua chỉ là vài người thủ đô bày ra mà thôi. Nói đến đây thì Mộc Hàm có chút ngượng ngùng. Trừ tôi ra, còn có ba người khác, thứ tự là... Mộc Hàm còn chưa dứt lời thì phía trước truyền đến tiếng nổ lớn, nàng không tự giác được phải quay đầu nhìn lại, có hai chiếc xe tông vào nhau, một chiếc trong số đó nhìn có vẻ rất quen. Chương 513, bốn đóa hoa ở thủ đô. Đây không phải là xe của Lâm Chỉ Vân sao? Mộc Hàm nhìn không được phải hỏi, vài phút trước đó nàng đã gặp chiếc xe kia, tất nhiên nàng sẽ nhớ rõ, bây giờ chiếc xe bị đâm biến hình trên đường, đó không phải là xe của Lâm Chỉ Vân sao? Đúng là xe của người quái dị kia. Hạ Thiên có chút tiếc nuối. Tôi còn muốn biến cô ta thành dâm hoa của thủ đô, bây giờ xem ra có chút chuyện ngoài ý muốn, đúng là trí giả lo ngàn mất một, cũng đôi khi tôi phải thất thủ. Hạ Thiên thấy rất rõ ràng, xe của Lâm Chỉ Vân bị đâm rất thảm, đôi nam nữ trong xe lúc này còn chưa chết nhưng chắc chắn không sống thêm được bao lâu. Lâm Chỉ Vân đã sắp chết, như vậy thủ đô sẽ mất đi một đóa dâm hoa, nhưng Hạ Thiên vẫn cảm thấy điều này là chưa chắc. Trên trần thế chưa đạt thành ước nguyện, biết đâu xuống âm phủ sẽ là dâm hoa. Mộc Hàm nghe những lời lầm bầm của Hạ Thiên mà không khỏi ngẩn ngơ, nàng nhìn về phía tài xế taxi ở phía trước, sau đó nàng ghé sát tai Hạ Thiên nói. Chồng, lúc nãy cậu không làm gì với Lâm Chỉ Vân đấy chứ? Vừa rồi tốc độ đâm châm của Hạ Thiên lên người Lâm Chỉ Vân là quá nhanh, vì vậy Mộc Hàm cũng chẳng phát hiện ra động tác của hắn, nhưng nàng nghe những lời vừa rồi của Hạ Thiên, tất nhiên phải có chút nghi ngờ. À, lúc nãy tôi có đâm hai châm lên người quái dị, để cho người phụ nữ kia sau này nhìn thấy đàn ông sẽ cực kỳ ham muốn, sau đó sẽ tìm rất nhiều đàn ông mới thỏa mãn. Nếu cứ như vậy thì không bao lâu nữa cô ta sẽ là dâm hoa nổi tiếng thủ đô. Hạ Thiên cũng không giấu giếm. Đáng tiếc là xảy ra chuyện,
kết quả là tông xe, đúng là thất vọng. Mộc Hàm cuối cùng cũng hiểu, hèn gì vừa rồi chồng mình không gây phiền toái cho Lâm Chỉ Vân, để cho cô ta bỏ đi, thì ra đã sớm âm thầm ra tay độc ác. Nếu thật sự như những gì Hạ Thiên nói thì không bao lâu nữa Lâm Chỉ Vân sẽ hoa thối nhụy tàn. Tất nhiên bây giờ Lâm Chỉ Vân cũng chẳng có gì khá hơn, tuy không thành danh là dâm hoa thủ đô, nhưng Mộc Hàm biết số đàn ông leo lên người Lâm Chỉ Vân cũng phải hơn một tá. Vợ, mặc kệ người quái gì kia, chị nói bốn đóa hoa ở thủ đô là ai đi. Hạ Thiên cũng không hứng thú với Lâm Chỉ Vân, bây giờ hắn rất hứng thú với bốn đóa hoa thủ đô. Hắn muốn biết đám người kia có đẹp như vợ mình không. Nếu có cơ hội thì hắn nhất định sẽ cướp làm vợ. Mộc Hàm cũng có chút bất đắc dĩ với Hạ Thiên, nhưng nàng cũng hiểu, nếu hắn không thích người đẹp thì sẽ không phải là Hạ Thiên. Nếu hắn chẳng có tính cách thấy người đẹp là lấy làm vợ thì bây giờ nàng cũng không thể đi cùng hắn, hơn nữa nàng đã bị chôn vùi dưới ba tấc đất từ lâu rồi. Mộc Hàm giới thiệu, Hạ Thiên cuối cùng cũng biết rõ bốn đóa hoa ở thủ đô là ai, trong đó có một đóa hoa mà hắn biết, đó là Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ có tiếng tăm lừng lẫy là thiên hậu trong giới ca sĩ, tuy cũng không phải chỉ có vài người biết được thân thế và lai lịch của nàng, nhưng có một điều được xác định, đó là trong thủ đô, dù xét về vẻ đẹp hay danh tiếng thì nàng cũng đứng vào trong hàng ngũ bốn đóa hoa xinh đẹp. Dù Hạ Thiên là kẻ hay bắt bẻ, nhưng hắn chỉ cảm thấy trên đùi Triệu Vũ Cơ có hai vết sẹo lồi mắt ra mới nhìn thấy mà thôi, dù là dáng người hay gương mặt của nàng cũng thuộc loại tuyệt mỹ. Tất nhiên nếu muốn trở thành danh hoa ở thủ đô mà chỉ có sự xinh đẹp và nổi tiếng thì còn chưa đủ, còn phải có thân phận không giống người thường. Triệu Vũ Cơ có thân phận là ngôi sao ca nhạc, đây chẳng là thân phận gì ra hồn với đám công tử thủ đô, dù nàng là thiên hậu trong giới ca hát thì cũng chỉ là một con hát, không đáng gì. Nhưng Triệu Vũ Cơ không chỉ là một ngôi sao ca nhạc, đám công tử ở thủ đô đều biết nàng có hậu trường rất mạnh, nhưng không ai biết hậu trường của nàng là ai. Mọi người trước nay đều ghép Triệu Vũ Cơ vào với Triệu Gia, nhưng từ đầu đến cuối Triệu Gia chưa từng thừa nhận quan hệ với Triệu Vũ Cơ, cũng chưa từng phủ nhận. Bối cảnh của Triệu Vũ Cơ rất mê hoặc, thực tế ngay cả Mộc Hàm cũng chẳng biết Triệu Vũ Cơ có quan hệ với Triệu Gia hay không. Trong bốn đóa hoa ở thủ đô thì Mộc Hàm và Triệu Vũ Cơ giống như có quan hệ với Triệu Gia, nhưng hai người còn lại thì không. Đóa hoa thứ ba thực tế chính là người mà Hạ Thiên đã từng gặp qua, nhưng chưa từng gặp mặt thật sự. Chỉ được nhìn qua ảnh, nàng chính là Tống Ngọc Mị. Cũng không phải Tống Ngọc Mị hùng mạnh mà Hạ Thiên đã biết, đó là Tống Ngọc Mị mặc trang phục cổ trang ở tấm ảnh trong điện thoại của Mộc Hàm. Tống Ngọc Mị là một người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng thủ đô, nhưng một người đẹp mà suốt ngày mặc cổ trang, điều này rõ ràng là quý hiếm. Nghe đồn Tống Ngọc Mị rất thích trang phục cổ trang, từ nhỏ đến lớn nàng đều mặc cổ trang, hơn nữa đều là tự tay làm ra. Tất nhiên Tống Ngọc Mị không những thích quần áo cổ trang, hơn nữa còn rất thích những thứ gì là đồ cổ, nàng có năng lực rất cao đối với ban ngành này, cũng được coi là truyền kỳ trong giới sưu tầm đồ cổ ở thủ đô. Tống Ngọc Mị mới hơn 20 tuổi, vì nàng sưu tầm được nhiều đồ cổ mà có rất nhiều tiền, cứ 3 năm sẽ tổ chức một đợt đấu giá cổ vật ở thủ đô, 10 vật phẩm giá cao nhất đều của Tống Ngọc Mị. Điều làm cho đám sưu tầm cổ vật cảm thấy xấu hổ, chính là sưu tầm cổ vật chỉ là nghề tay trái của Tống Ngọc Mị, nghề nghiệp thật sự của nàng là giáo sư. Trước mắt nàng đang đảm nhiệm chức vụ giảng viên đại học, với dung nhan và tính cách độc đáo, nàng hoàn toàn là giáo sư đẹp nhất Đại học Bắc Kinh, đoạt được danh xưng hoa hậu giảng đường. Thân phận của Tống Ngọc Mị lại không tầm thường, nàng là chị cả nhà Tống gia, mà Tống gia chính là những gia tộc gần đây quật khởi mạnh ở thủ đô. Xem ra có cơ hội mình phải đến gặp Tống Ngọc Mị này. Hạ Thiên lầm bầm, hình như người phụ nữ Tống Ngọc Mị này có chút kỳ quái. Cuối cùng là một cô gái tên là Tiêu Âm, là một bác sĩ. Mộc Hàm khẽ cười nói với Hạ Thiên. Y thuật của cô ấy rất cao, thực tế còn có một tên gọi khác, đó chính là nữ thần y đệ nhất thủ đô. Chồng y Tiểu Âm này rất giống cậu. Tên không dễ nghe, có chút là lạ. Hạ Thiên cảm thấy cái tên rất khó đọc. Sau này gặp mặt phải sửa tên cho chị ấy mới được. Mộc Hàm có chút sở khóc sở cười, tên người muốn sửa là sửa sao? Đến nơi rồi. Tên tài xế taxi mở miệng nói, hai người bọn họ nói chuyện nãy giờ, cuối cùng xe đã đến đúng mục đích, tòa nhà Vọng Kinh. Chương 514, bị cho về vườn. Mộc Hàm xuống xe và nhìn khắp chung quanh, sau đó nàng kéo Hạ Thiên đến một cửa hàng điện thoại. Chồng, trước tiên chúng ta thay số điện thoại của anh đã. Được rồi. Hạ Thiên cũng không muốn số điện thoại của mình mãi không liên lạc được với ai.
Hạ Thiên đổi số điện thoại và nhanh chóng gọi cho Mộc Hàm, hắn phát hiện có thể gọi thông, cuối cùng hắn cũng hiểu, điện thoại của mình bị người ta động tay động chân. Xem ra điện thoại và thẻ ngân hàng là hai thứ không đáng tin. Hạ Thiên thầm nói một câu, nhưng hình như không có thứ gì thay thế được điện thoại, còn thẻ ngân hàng thì có thể, sau này cùng lắm thì hắn dùng tiền mặt là được. Điện thoại có thể gọi được, Hạ Thiên quyết định điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều, hắn bấm số của nàng, điện thoại chuyển rất nhanh. Alo, ai đó? Bên kia truyền đến một âm thanh có chút hung hăng, cũng không phải là Kiều Tiểu Kiều, đó là Kiều Phượng Nhi. Sao lại là cô, ngực lớn chưa? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Kiều Phượng Nhi bên kia chợt sững sờ, sau đó nàng ý thức được người điện thoại đến là Hạ Thiên, vì vậy mà không khỏi xấu hổ mắng một câu. Hạ Thiên, anh đúng là sắc lang chết bầm. Này, dù bây giờ ngực cô có lớn hay chưa thì cứ chưa điện thoại cho vợ tôi. Hạ Thiên cũng không có hứng thú cãi nhau với Kiều Phượng Nhi, bây giờ hắn muốn nói chuyện với Kiều Tiểu Kiều. Kiều Phượng Nhi dù có chút tức giận nhưng vẫn nhanh chóng đưa điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều, mà âm thanh của Kiều Tiểu Kiều cũng vang lên. Chồng, sao anh lại đổi số? Không biết tên khốn nào rộng vào số điện thoại của anh không gọi cho ai được, vì vậy bây giờ mới đổi số. Hạ Thiên giải thích một câu, sau đó hắn nói. Vợ, bên kia không có ai gây phiền toái cho các em đấy chứ? Không có, hai ngày qua em luôn điện thoại cho anh, nhưng điện thoại không liên lạc được, em rất lo. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi khẽ nói. Chồng, anh tìm được chị Hàm chưa? Tìm được rồi. Hạ Thiên trả lời ngay. Chị ấy không sao chứ? Kiều Tiểu Kiều hình như có chút lo lắng. Không có gì, tốt lắm. Hạ Thiên tiếp tục thành thật trả lời. Kiều Tiểu Kiều khẽ thở phào một hơi. Không có gì là tốt. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi thăm. Chồng, khi nào các anh quay về Giang Hải? Vợ, chúng ta tạm thời chưa về, anh còn có chút chuyện. Hạ Thiên trả lời. Em nói với chị Mộng, chị Vân Mạn một tiếng, có gì cứ điện thoại vào số này cho anh. Vâng, được rồi. Kiều Tiểu Kiều đồng ý. Hạ Thiên tiếp tục hàn huyên vài câu với Kiều Tiểu Kiều rồi cúp điện thoại, sau đó hắn điện thoại cho Lãnh Băng Băng. Điện thoại chuyển rất nhanh. Bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng cục trưởng phân cục quận Đông nghe. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị nhớ tôi không? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Đầu dây bên kia có chút trầm mặc, sau đó giọng nói trở nên nhu hòa, còn có chút mất hứng. Cậu rãnh lắm sao mà đổi số điện thoại? Tôi cũng nào có muốn, không biết tên khốn nào làm điện thoại của tôi không gọi cho ai được. Hạ Thiên phải giải thích một lượt. Nghe nói cậu đi thủ đô. Bên đó thế nào, khỏe không? Lãnh Băng Băng khẽ hỏi, tuy nàng muốn biểu hiện tốt một chút, nhưng trong giọng nói cũng khó thể che giấu sự quan tâm với Hạ Thiên. Cũng không tệ lắm, nhưng vợ cảnh sát tỷ tỷ không có ở đây, tôi rất nhớ chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tạm thời tôi không thể quay về, vì vậy mỗi ngày chị nhất định phải nhớ đến tôi, nếu tôi phát hiện chị không nhớ, tôi trở về sẽ đánh mông chị. Tôi cũng không nhớ cậu. Lãnh Băng Băng lập tức có chút xấu hổ, lưu manh chết tiệt này đúng là, sao lại mở miệng nói ra những vấn đề như vậy? Tôi có việc, tôi cúp máy trước đây. Lãnh Băng Băng tức giận cúp điện thoại, nàng không cho Hạ Thiên cơ hội chen lời. Hạ Thiên lầm bầm, cảnh sát tỷ tỷ quá nhớ mình, sợ điện thoại lâu sẽ khóc, vì vậy cúp điện thoại nhanh gớm. Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng không nghe được những lời này, nếu không nàng sẽ thật sự muốn khóc. Lưu manh này đúng là quá tự kỷ. Dù nàng thật sự nghĩ đến hắn thì cũng không đến mức phải khóc chứ. Hạ Thiên lúc này bấm số điện thoại của Tôn Hinh Hinh, lúc này nàng không hỏi hắn vì sao đổi số, vì vậy hắn không cần giải thích. Sau khi gọi điện thoại một lượt cho các bà vợ thì Hạ Thiên mất gần nửa giờ, Mộc Hàm cũng ở bên cạnh chờ đợi. Chồng, bây giờ chúng ta có thể đi chưa? Khi thấy Hạ Thiên bỏ điện thoại vào túi quần thì Mộc Hàm không nhịn được phải hỏi một câu. Được rồi, chúng ta đi trả tiền. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn không thích nợ tiền người ta, càng không thích nợ người phụ nữ không xinh đẹp. Hạ Thiên kéo Mộc Hàm chuẩn bị tiến vào tòa nhà Vọng Kinh, đúng lúc này một chiếc Audi phóng đến không một tiếng động. Khi chiếc xe chạy đến cách hai người Hạ Thiên không xa thì cửa xe hạ xuống, một gương mặt quyến rũ từ bên trong lộ ra. Mộc Hàm, lên xe. Mộc Hàm khẽ nhíu mày nhưng vẫn kéo cửa ngồi vào sau xe, Hạ Thiên cũng tiến vào. Lúc này hắn thấy rõ lái xe là một người phụ nữ hơn 30, dáng người đầy đặn, bộ dạng không tệ, nhưng dù sao cũng kém xa Mộc Hàm,
vì vậy hắn lập tức mất đi hứng thú với đối phương. Giang Huệ, có chuyện gì? Mộc Hàm mở miệng hỏi, rõ ràng nàng có quen biết người phụ nữ này. Giang Huệ nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ nhíu mày, nàng có chút mất vui. Mộc Hàm, cô cho người không liên quan xuống xe ngay. Mộc Hàm mỉm cười dùng giọng lạnh lùng nói. Giang Huệ, cô muốn gì cứ nói, cậu ấy là chồng tôi, chẳng phải người ngoài. Cậu ta không phải người Long Tổ, tất nhiên không được nghe chuyện của Long Tổ chúng ta. Cô là đặc công Long Tổ, không hiểu nguyên tắc giữ bí mật sao? Giang Huệ càng mất hứng. Mộc Hàm trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Nếu cô không muốn nói thì thôi, tôi xuống xe. Mộc Hàm, cô đáng giá vì hắn như thế sao? Giang Huệ rất căm tức. Chẳng phải chỉ là một người đàn ông sao? Có gì quan trọng như vậy? Mộc Hàm cũng nổi giận. Giang Huệ, tôi chỉ có một người đàn ông, cậu ta tất nhiên rất quan trọng với tôi, hơn nữa tôi cũng không giống cô. Mộc Hàm, cô đang mắng tôi sao? Vẻ mặt Giang Huệ chợt biến đổi. Cô nói tôi có nhiều đàn ông sao? Tôi không nói như vậy, cô muốn nghĩ sao là chuyện của cô. Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Chồng, chúng ta đi. Chờ chút. Giang Huệ vội vàng nói, nàng hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Được rồi, Mộc Hàm, cô nếu đã như vậy thì bây giờ tôi nói cho cô biết, kể từ lúc này, cô không còn là người của Long Tổ. Giang Huệ lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Mộc Hàm. Cô là thành viên Long Tổ về hưu non, đây là hưu phí, 1 triệu, sau này cô không còn quan hệ gì với người Long Tổ, những quyền hạn trước kia của cô cũng không còn. Từ bây giờ trở đi, cô sẽ là một người bình thường. Chương 515, tin tốt. Mộc Hàm cũng không nhận lấy tờ chi phiếu, nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Giang Huệ. Cô nói gì? Khi thấy bộ dạng kinh ngạc của Mộc Hàm thì Giang Huệ có chút đắc ý. Nói dễ nghe thì cô bị cho về hưu non, nói khó nghe thì cô bị khai trừ, bây giờ cô đã hiểu chưa? Như vậy sau này tôi không còn vấn đề gì liên quan đến Long Tổ nữa phải không? Mộc Hàm lại hỏi, bộ dạng như muốn vững tin. Đúng vậy, sau này cô không còn gì liên quan đến Long Tổ. Giang Huệ hừ lạnh một tiếng. Mộc Hà, đừng nói lời vô tình, hắn vẫn rất tốt với cô, nhưng cô vì người đàn ông này mà cắt quan hệ với hắn, cô lựa chọn thì phải có trách nhiệm trả giá. Tôi định cho cô một cơ hội, đáng tiếc là cô không quý trọng, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi. Giang Huệ có hơi dừng lời rồi ra vẻ quan tâm. Nếu bây giờ cô hối hận, tôi sẽ cầu xin thủ lĩnh, sẽ còn kịp. Đa tạ cô. Mộc Hàm đón lời. Không cần cảm ơn tôi cũng chỉ suy nghĩ cho thủ lĩnh mà thôi, bây giờ tôi có thể điện thoại cho thủ lĩnh. Giang Huệ lấy điện thoại ra, bộ dạng giống như sắp quay số. Mộc Hàm cắt ngang lời Giang Huệ. Giang Huệ, tôi cảm ơn cô vì đã nói cho tôi một tin tức tốt, đây là tin tốt đầu tiên sau khi tôi tìm được chồng. Mộc Hàm tiếp tục nói với Mộc Hàm. Còn chuyện 1 triệu, để lại cho nhóm người Long Tổ các người sử dụng đi, Mộc Hàm tôi có năng lực nuôi sống chính mình. Dù tôi không làm gì để sống thì cũng có chồng nuôi, thoát ly quan hệ với Long Tổ các người, đây là chuyện cầu còn chưa được. Đúng vậy, đám người Long Tổ đều rất ngu, vợ theo chân bọn họ cũng sẽ ngày càng ngốc mất. Hạ Thiên ở bên cạnh tỏ vẻ tán thành. Giang Huệ đang đắc ý chợt ngây ngốc, nàng bị thái độ ngoài ý muốn của Mộc Hàm làm cảm thấy rất khó hiểu. Bây giờ nàng nghe Hạ Thiên nói như vậy thì rất căm tức, nàng đột nhiên đẩy cửa bước ra dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên rồi hỏi. Cậu nói gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Giang Huệ, sau đó hắn nói với Mộc Hàm. Vợ, chị xem kìa, rõ ràng là quá choáng váng, tôi nói gì mà cũng chẳng hiểu được. Trên mặt Mộc Hàm không khỏi lộ ra nụ cười, chồng nàng thật sự không sợ làm người ta tức chết. Giang Huệ nghe nói như vậy thì gương mặt quyến rũ trở nên trắng bệch, nàng dùng hai mắt phóng hỏa nhìn Hạ Thiên, sau đó nghiến răng nói. Hạ Thiên, đừng tưởng tôi sợ cậu, nếu không phải thủ lĩnh có lời căn dặn, bây giờ tôi sẽ dạy cậu một bài học. Ủa, vợ, con ngốc này nhận ra tôi. Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Nhưng ngốc vẫn là ngốc, lại còn muốn dạy bảo tôi. Trước nay tôi đều dạy bảo kẻ khác. Chồng, nếu cậu muốn dạy bảo thì để tôi ra tay là được. Mộc Hàm mỉm cười, nàng quay đầu nhìn Giang Huệ. Giang Huệ, tôi hy vọng cô tự mình hiểu vấn đề, dù là Triệu công tử cũng không dám nói sẽ dạy bảo chồng tôi. Đúng vậy, vợ, đám ngu ngốc Long Tổ trước kia từng đuổi giết chị, nếu không bây giờ tôi đi xử lý bọn họ nhé. Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến chuyện cũ. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ. Thôi bỏ.
chồng, chúng ta còn có việc, tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Được thôi. Hạ Thiên tỏ ra tán thành. Chúng ta bận rộn, không quan tâm đến những nhân vật lẻ tẻ thế này. Hai người kẻ sướng người họa, thiếu chút nữa đã làm cho Giang Hải tức đến mức ói máu, nhưng lúc này Giang Hải cuối cùng cũng nhớ đến một vài chuyện của Hạ Thiên, cũng nhớ lời cảnh cáo trước đó của thủ lĩnh. Vì vậy nàng tuy tức giận đến mức ói máu nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, dù nàng không tin Hạ Thiên thật sự lợi hại như vậy nhưng không dám trái lệnh thủ lĩnh. Chồng, đi thôi. Khi thấy Giang Huệ không nói thêm lời nào thì Mộc Hàm cũng không muốn tiếp tục dây dưa, tuy nàng bây giờ rất bài xích Long Tổ, nhưng nàng cảm thấy chẳng đáng xung đột với bọn họ làm gì. Đúng lúc này Giang Huệ lại nói. Chờ chút. Hạ Thiên rất bất mãn, hắn trừng mắt nhìn Giang Hải. Này, ngốc nghếch, có phải cô muốn ăn đòn không? Bị Hạ Thiên gọi là ngốc, Giang Huệ tức giận cực điểm, nhưng nàng vẫn nén giận, không quan tâm đến Hạ Thiên. Nàng nhìn Mộc Hàm rồi nói. Mộc Hàm, cô không còn là người của Long Tổ, cô nên giao súng lại cho tôi. Cho cô là được. Mộc Hàm lấy súng đưa đến tay Giang Huệ. Giang Huệ chìa tay ra định nhận súng, đáng tiếc là không có gì, vì Hạ Thiên đột nhiên cướp mất. Cậu muốn làm gì? Giang Huệ dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Chơi đùa một chút mà thôi, căng thẳng làm gì? Hạ Thiên bĩu môi. Ngốc đúng là ngốc, có chút chuyện như vậy mà cũng căng thẳng, cho cô này. Hạ Thiên nắm khẩu súng rồi đưa cho Giang Huệ, đợi đến khi nàng xòe tay thì hắn khẽ buông tay, khẩu súng rơi xuống lòng bàn tay của đối phương. Giang Hải xoay cổ tay chụp lấy cây súng, sau đó nàng chợt hét lên thảm thiết. Á! Cây súng cực kỳ nóng, Giang Huệ giống như xòe tay chụp vào bàn ủi, dù nàng là đặc công được trải qua huấn luyện nhưng cũng khó thể chịu được. Vì vậy nàng vô thức buông tay, khẩu súng văng ra. Người Long Tổ quả nhiên chẳng ra gì, ngay cả súng cũng không cầm được. Hạ Thiên cảm khái, sau đó hắn ôm Mộc Hàm đi vào tòa nhà Vọng Kinh, hắn vừa đi vừa nói. Vợ, may mà chị không ở Long Tổ, nếu không theo chân bọn họ cũng rất mất mặt. Biết rồi, chồng. Mộc Hàm nũng nịu nói, nàng dùng ánh mắt có chút đồng tình nhìn Giang Huệ, tuy nàng không biết cây súng sinh vấn đề gì, nhưng nàng biết chắc Hạ Thiên đã động tay động chân vào, mà Giang Huệ rất không may bị trúng chiêu. Khi thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm đi vào tòa nhà Vọng Kinh, trong mắt Giang Huệ lóe lên cái nhìn oán hận, nàng đứng đỏ để cây súng nóng bỏng trên mặt đất vài phút mà không dám động vào. Công ty thời trang Y Nhân. Ninh Khiết đang vùi đầu vào trong công tác thiết kế quần áo, đột nhiên nàng nghe được âm thanh tức giận của Đỗ Tinh. Loại khốn nạn này còn đến đây sao? Ninh Khiết nghe nói như vậy mà không khỏi cảm thấy buồn bực, ai làm cho Đỗ Tinh tức giận như vậy? Phải biết rằng trong công ty này Đỗ Tinh thường là kẻ làm phiền người khác, chứ ai dám động đến Đỗ Tinh. Ninh Khiết dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn ra cổng, nàng dùng ánh mắt cận nặng nhìn mãi, cuối cùng mới nhận ra người đang chọc giận Đỗ Tinh, là một kẻ lợi hại không bình thường, đó là Hạ Thiên. Chương 516, Thủ đô tứ sắc. Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm đến Đỗ Tinh, hắn đi về phía Ninh Khiết rồi lấy ra 5.000 đồng đã chuẩn bị sẵn đưa cho nàng. Này, còn thiếu chị 5.000, bây giờ trả nhé. Ninh Khiết chợt sững sờ, nàng ngây người nhìn Mộc Hàm. Tuy nàng bị cận nặng nhưng vẫn có thể liếc mắt là nhìn ra người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục tiếp viên hàng không kia chính là người mà trước đó nàng vẽ theo yêu cầu của Hạ Thiên. Lúc đó nàng nghĩ rằng 8 phần người đẹp trong hình là Hạ Thiên tự nghĩ ra, nhưng bây giờ người ta sống sờ sờ trước mặt nàng, điều này làm nàng cảm thấy rất khó tin. Tên khốn Hạ Thiên dạng chó hình người kia lại có vợ đẹp vậy sao? Không riêng gì Ninh Khiết cảm thấy khó tin, ngay cả Đỗ Tinh cũng cảm thấy rất khó tưởng. Tên khốn kia có được một bà vợ quá đẹp, càng quá phận chính là khi thấy tình cảnh như vậy, nàng chợt thấy điều kiện của mình đã rất tốt. Vợ, đi thôi. Hạ Thiên cũng không muốn ở lại đây lâu, hắn trả tiền rồi cất bước. Đỗ Tinh vừa rồi còn cực kỳ ngạc nhiên vì Hạ Thiên có vợ quá đẹp, khi thấy hắn ôm vợ đi đến cửa thì nhớ ra đối phương là kẻ thù của mình, vì vậy nàng hô lên. Này, đứng lại, tên khốn nạn kia, lần trước dám làm tôi. Nhưng còn chưa nói hết lời thì Đỗ Tinh đã phát hiện mình không nói nên lời, sau đó nàng hoảng sợ phát hiện mình không thể động đậy. Lúc này tình huống của nàng như ngày hôm qua nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn được, nàng thấy Hạ Thiên ôm cô vợ tiếp viên hàng không ra khỏi cổng công ty, sau đó dần biến mất trong ánh mắt. Đừng đến thêm lần nào nữa, nếu không sẽ biết tay bà. Đỗ Tinh thầm kêu một tiếng, đáng tiếc là không ra lời. Nếu nàng có thể nói được thì bây giờ sợ rằng sẽ cầu xin. Nhưng lúc này nàng hối hận cũng không còn kịp.
Đám người Ninh Khiết trong văn phòng chợt thấy Đỗ Tinh không đúng, nàng đứng nơi đó không thể động. Lần này những kẻ không thích Đỗ Tinh cũng có chút đồng tình, người này quá đáng thương, hôm qua đã đứng cả ngày, cuối cùng thiếu chút nữa đái cả ra quần, kém chút nữa là mất hết mặt mũi. Hôm nay nàng lại dẫm lên vết xe đổ, chỉ cần nhìn bộ dạng là biết ngày mai đừng hòng đi làm. Hạ Thiên và Mộc Hàm đang đứng ở cửa thang máy, đúng lúc này cũng có một đám người đi đến đợi. Tuy Hạ Thiên cảm thấy mình không đi thang máy cũng được, nhưng Mộc Hàm muốn đi thang máy, hắn cũng vui vẻ đi cùng. Chồng, vào đi thôi. Khi thang máy đến, Mộc Hàm khẽ nói một câu, sau đó kéo Hạ Thiên đi vào. Chị Mộc Hàm, trùng hợp quá. Trong thang máy có người nhìn thấy Mộc Hàm thì kinh ngạc nói. Đó là một người đàn ông 25-26 tuổi, người này mặc tây trang, tóc chải chuốt rất thẳng, có thể thấp rất quan tâm đến cách ăn mặc. Hắn cao 1m7, không tính là cao cũng không quá thấp, tuy không quá đẹp trai nhưng cũng không xấu quá thê thảm, nói chung là tương đối. Sau khi người này bắt chuyện với Mộc Hàm thì dùng ánh mắt không chớp nhìn nàng, tuy hắn đã cố gắng ra vẻ nhã nhặn nhưng ánh mắt tham lam không che giấu được dục vọng. Khi thấy người này thì Mộc Hàm khẽ cau mày, nàng đang định nói gì đó thì Hạ Thiên đã dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông kia, hắn mở miệng mắng. Này, thằng ngu, đừng dùng ánh mắt đó nhìn vợ tao. Nếu không tao cho mày trở thành thằng mù. Tên đàn ông vốn đang dùng ánh mắt không kiêng nể gì nhìn Mộc Hàm, đúng lúc bị Hạ Thiên mắng, hắn nổi giận và quay sang nhìn Hạ Thiên. Mày nói gì, muốn chết sao? Ngu ngốc, cút ra ngoài cho tao. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông. Không thì ông đá văng ra. Khi thấy cửa thang máy đóng lại thì Hạ Thiên vươn tay nhấn vào nút mở, cửa thang máy mở ra, sau đó hắn thúc giục. Cho mày cút ra, nhanh lên. Thang máy cũng không phải nhà mày, muốn cút thì mày cút đi. Tên đàn ông rất tức giận, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đành câm nín, vì cuống họng hắn bị người ta bóp chặt. Hạ Thiên không thích những tên khốn dùng ánh mắt dâm tục nhìn vợ mình, vì vậy hắn cũng không muốn nói nhảm mà trực tiếp chụp lấy cổ tên kia, sau đó ném ra khỏi thang máy, cuối cùng ấn nút đóng cửa. Mãi đến khi thang máy đóng cửa lại thì tên kia mới bò lên khỏi mặt đất, sau đó hắn cực kỳ tức tối phóng đến thang máy. Nhưng đáng tiếc là lúc này thang máy đã hạ xuống. Hạ Thiên đứng trong thang máy cũng có chút thỏa mãn, cuối cùng cũng không còn ai dám lăn tăn trước mặt vợ mình. Chồng, người vừa rồi tên là Lục Tinh, nhà mở một loạt nhà hàng, có tài sản vài tỷ, cũng coi là người có tiền. Mộc Hàm mở miệng nói. Lục Tinh cũng coi như có chút danh tiếng ở thủ đô, cả ngày không chơi bời với đám ngôi sao ca nhạc thì cũng lên giường với đám người mẫu, nghe nói hắn là khách quen của tất cả các tụ điểm ăn chơi. Tóm lại hắn và ba người khác cũng giống như vậy hợp lại với nhau tạo nên thủ đô tứ sắc. Mộc Hàm nói đến đây thì trên mặt có nụ cười. Khôi hài là danh tiếng thủ đô tức sắc rơi vào trong tai người thủ đô lại không biết vì sao bị ngộ nhận là tứ thiếu gia thủ đô, sau đó Lục Tinh tự cho mình là tứ thiếu gia thủ đô. Thực tế trong thủ đô, dù là hắn hay ba người còn lại cũng chẳng là thứ gì. À, tôi chẳng quan tâm hắn là tứ sắc thủ đô hay là tứ thiếu gia thủ đô, đứa nào có ý với vợ tôi. Tất nhiên tôi sẽ cho hắn ăn đòn. Hạ Thiên thuận miệng nói, người ta là ai cũng được, quan trọng là đừng chọc đến hắn, nếu chọc vào thì ai cũng bị ăn đòn. Tứ sắc thủ đô chính là một nhóm cá mè một lứa, đám người này thường xuyên tụ tập một chỗ, còn thường xuyên ganh đua xem ai có được nhiều phụ nữ nhất. Trong mắt Mộc Hàm lộ ra cái nhìn chán ghét. Nghe nói bốn người bọn họ còn tuyên bố, bọn họ nhất định sẽ hái bốn đóa hoa trong thủ đô. Điều này làm thành trò cười cho các cậu ấm ở thủ đô, vì ai cũng thấy đám người này không biết lượng sức mình. À, xem ra thằng ngu kia quả nhiên có ý với vợ mình, sau này gặp lại phải cho hắn thành thái giám mới được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Khi hai người trò chuyện với nhau thì thang máy cũng đi xuống lầu 1, hai người đi ra thì nhìn thấy hai tên đàn ông vạm vỡ đến chặn đường. Lục thiếu gia muốn tâm sự với hai người. Một tên đàn ông mở miệng nói. Chương 517, ngu cũng lây bệnh. Mộc Hàm nhíu mày, nàng mở miệng hỏi. Lục thiếu gia các người nói chính là Lục Tinh sao? Với phán đoán của Mộc Hàm thì hai người đàn ông này có hơn phân nửa là vệ sĩ của Lục Tinh, chẳng qua vừa rồi Lục Tinh đi lên thì hai người này chẳng hiểu vì sao lại không theo, lúc này Lục Tinh điện thoại cho bọn họ, để bọn họ tiến lên cản người. Nếu không hai người này sẽ chẳng xuất hiện trùng hợp như vậy được. Đúng vậy, đúng là Lục thiếu gia. Tên đàn ông kia nhìn thấy Mộc Hàm thì chợt giật mình, rõ ràng nàng đẹp quá mức và nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù thủ đô người đẹp như mây,
nhưng đẹp đến mức như Mộc Hàm thì rõ ràng không có được bao nhiêu. Ít nhất thì hắn đã theo lục tinh được nhiều năm, cũng đã gặp qua rất nhiều ngôi sao và người mẫu bị thiếu gia chơi đùa, nhưng nếu so với Mộc Hàm thì rõ ràng phải kém ít nhất là 2-3 bậc. Tất nhiên hắn cũng hiểu Mộc Hàm là người lục tinh vừa ý, vì vậy giọng nói của hắn cũng được coi là khách khí, ít nhất cũng không vênh váo hung hăng. Nói cho lục tinh biết, chúng tôi không có hứng thú trò chuyện với anh ta. Mộc Hàm hừ một tiếng rồi nói. Đừng để anh ta tự tìm phiền toái. Lục tinh đúng là xem thường Mộc Hàm, nhưng lúc này Mộc Hàm cũng hiểu rõ, Lâm Chỉ Vân nói không sai, Triệu gia đã thật sự nói rõ không có quan hệ với nàng, nếu không loại người như lục tinh sao dám động vào nàng. Khốn nổi ở thủ đô cũng không mấy ai biết rõ danh tiếng và lai lịch của Hạ Thiên, ít nhất thì lục tinh cũng không biết, nếu không hắn sẽ chẳng dám chọc vào Hạ Thiên. Cô nên nói lời này với lục thiếu gia của chúng tôi. Tên đàn ông kia rõ ràng không muốn truyền lời. Lục thiếu gia sẽ đi xuống ngay, hai người chờ 1-2 phút là được. Chồng, chúng ta đi thôi. Mộc Hàm không muốn nói nhảm với hai tên đàn ông này, nàng kéo Hạ Thiên muốn bỏ đi. Hạ Thiên không có ý muốn bỏ đi, hắn kéo Mộc Hàm lại rồi cười hì hì nói. Vợ, chờ chút cũng được, tôi rất muốn tâm sự với tên ngốc kia. Khi Hạ Thiên gặp Lục Tinh trong thang máy và biết được đối phương có ý với vợ mình, hắn đã có ý nghĩ muốn biến đối phương thành thái giám. Nhưng bây giờ bước ra khỏi thang máy, hắn lại phát hiện đối phương vẫn muốn tìm phiền toái, vì vậy hắn thay đổi ý nghĩ, hắn quyết định sẽ lập tức biến tên kia thành thái giám, cho nên lúc này mới đứng đây đợi tâm sự với Lục Tinh. Vậy cũng được, tôi nghe lời cậu. Mộc Hàm vừa nghe thấy những lời của Hạ Thiên thì biết ngay Lục Tinh sẽ xui xẻo, nhưng nàng lại ghé tai Hạ Thiên nói một câu. Chồng, tôi không muốn cậu có phiền toái. Nhưng cậu làm gì tốt nhất nên bí mật một chút, ví dụ như ra tay với Lâm Chỉ Vân, để người ta không tìm được chứng cứ, như vậy sẽ chẳng có ai đến gây phiền toái cho chúng ta. Yên tâm, tôi sẽ rất bí mật. Hạ Thiên cười hì hì nói, thật ra hắn cũng chẳng làm gì bí mật, tất cả động tác của hắn đều làm dưới ban ngày ban mặt, chẳng qua người ta không nhìn thấy tốc độ của hắn, vì vậy cũng tính là bí mật. Hai tên đàn ông thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm không đi thì cũng chẳng nói gì. Đối với bọn họ thì chuyện thay mặt lục thiếu gia làm việc đã hoàn thành, lát nữa có chuyện gì hay không thì phải xem vào lục thiếu gia. Vợ, tên ngu kia đang xuống. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Mộc Hàm ngẩng đầu lên, nàng phát hiện lục tinh đang đi xuống lầu, nhưng hắn không đi thang máy mà đi thang lầu, bộ dạng có vẻ rất vội. Sau khi xuống lầu thì lục tinh chạy về phía cửa thang máy, sau đó hắn nhìn thấy Mộc Hàm và Hạ Thiên, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Lục tinh vọt đến trước mặt Hạ Thiên, hắn không ra tay, cũng không biết không dám ra tay hay giả vờ nhã nhặn, hắn chỉ dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng uy hiếp nói. Lục thiếu gia ta đây ở thủ đô chưa từng bị đánh, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu gặp may, tôi sẽ cho cậu chết khổ chết sở. Lục tinh, tôi khuyên anh đừng nên mạnh miệng. Mộc Hàm có chút bất mãn. Anh là loại người gì tôi biết rất rõ, anh không cần phải tự chuốc khổ vào người. Em uy hiếp tôi sao? Lục tinh cười lạnh một tiếng. Tất cả mọi người đều ở thủ đô, tôi hiểu rõ lai lịch của em, mà em cũng hiểu lai lịch của tôi, em cho rằng bây giờ còn uy hiếp được anh sao? Lục tinh dùng ánh mắt không kiêng nể gì nhìn Mộc Hàm, sau đó hắn nói. Tôi thấy em có quan hệ rất tốt với tiểu tử này, chắc chắn rất quan tâm đến hắn. Thế này đi, nếu em không muốn hắn gặp chuyện không may thì đêm nay sắp xếp đi ăn tối với anh. Mộc Hàm nghe nói như vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười. Trên đời này sao có người không tự hiểu thứ gì như vậy? Lục tinh, đầu óc anh có vấn đề rồi. Mộc Hàm thản nhiên nói. Hạ Thiên đón lời. Không sai, đầu của thằng ngu này có vấn đề, vợ, em đừng nói chuyện với nó nữa, bệnh ngu cũng lây đấy. Hạ Thiên cũng không đợi Mộc Hàm trả lời, hắn tiếp tục nói với Lục tinh. Này, thằng ngu, anh nói cho mày biết, hôm nay mày không may mắn, mày sẽ biến thành thái giám. Đúng rồi. Anh còn tính cho chú thành mù, ai bảo thằng ngu chú có ánh mắt không thành thật. Mày tưởng mày là ai? Lục tinh cười lạnh một tiếng. Nhưng ý kiến của mày rất tốt, tao sẽ cho mày vừa mù vừa là thái giám. Hạ Thiên không hề nói nhảm, trên tay hắn có một cây ngân châm, sau đó hắn biến thành một bóng người nhìn không thấy vần quanh người Lục tinh một vòng, ngân châm cũng nhanh chóng đâm vài cái. Sau đó hắn quay lại chỗ cũ, toàn bộ quá trình chưa đến một giây đồng hồ. Dù là Lục Tinh hay hai tên vệ sĩ ở bên cạnh hoặc những người khác trong tòa nhà Vọng Kinh cũng không thấy Hạ Thiên chuyển động. Nhưng Mộc Hàm biết Hạ Thiên thật sự đã hành động, vì trước đó Hạ Thiên ôm eo nàng,
nhưng có một khoảnh khắc nàng thấy hắn buông tay. 8. Hạ Thiên lúc này mở miệng đếm ngược. Chồng, cậu đang làm gì vậy? Mộc Hàm không nhịn được phải hỏi. Chờ tôi đếm đến một, tên ngu kia sẽ mù mắt. Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó tiếp tục đếm thêm vài lượt. Con mẹ mày, mày mới là thằng ngu, muốn bố láo với ông sao? Lục Tinh không nhịn được mà mắng lớn, dù ai bị người ta nói là ngu cũng sẽ tức giận, Lục Tinh tất nhiên sẽ không ngoại lệ. 1. Hạ Thiên cuối cùng cũng đếm xong, sau đó hắn kéo Mộc Hàm. Vợ chúng ta đi thôi. Lục Tinh đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, sau đó lại đen kịt, hắn không khỏi hoảng sợ. Mắt của tôi, mắt của tôi. Không nghe lời thần y thì sẽ có hại mắt. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn không quan tâm đến Lục Tinh mà ôm Mộc Hàm rời khỏi tòa nhà Vọng Kinh. Chương 518, nhà Mộc Hàm. Bắt lấy nó cho tao. Sau lưng truyền đến tiếng gào điên cuồng của Lục Tinh. Tuy hai tên đàn ông không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đuổi theo, trong miệng cũng quát lên. Đứng lại. Nhưng bọn họ còn chưa chạy đến nơi đã cảm thấy đầu gối đau đớn, sau đó cẳng chân không tự chủ được phải khuỵu xuống, cả hai bổ nhào xuống đất. Khi bọn họ đứng lên định đuổi theo thì phát hiện Hạ Thiên và Mộc Hàm đã biến mất không còn bóng dáng, phía sau là Lục Tinh đang kêu gào. Chồng, cậu vừa đến thủ đô, chắc chưa từng đi dạo, hay tôi đưa cậu đi dạo? Mộc Hàm rời khỏi tòa nhà Vọng Kinh, nàng ném chuyện của Lục Tinh sang một bên, đối với nàng thì tên kia chỉ là nhân vật nho nhỏ, căn bản không đáng chú ý. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn nói. Đi dạo thì có gì vui? À, không thì tôi đưa cậu về nhà tôi. Mộc Hàm dùng giọng đề nghị nói. Khoảng thời gian trước tôi đã mua một gian phòng, sau này chúng ta cứ ở đó. Hạ Thiên cũng đồng ý, bây giờ hắn cũng không có gì làm, chuyện Tống Ngọc Mị cũng khó thể nóng lòng. Còn phải bàn bạc kỹ. Dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của Tống Ngọc Mị, dù thật sự tìm được nàng thì cũng không thể nào giải quyết, sợ rằng còn xa vào tay giặc. Hai người ngồi xe taxi chạy về nhà Mộc Hàm, lúc này một tên bảo vệ đang ngồi trong phòng ở khu dân cư, hắn có giấc mơ tán đổ một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng khi thấy Mộc Hàm với bộ trang phục tiếp viên hàng không, hắn định chào hỏi thì chợt sững sờ, người phụ nữ kia sao không giống như người trước đó. Nhưng gương mặt cô tiếp viên hàng không sao lại quen mắt như thế. Khi tên bảo vệ còn đang chần chờ thì Mộc Hàm đã cùng Hạ Thiên tiến vào thang máy lên lầu 19, sau đó nàng mở cửa phòng kéo Hạ Thiên vào trong. Chồng, đây là nhà tôi, không đúng, sau này sẽ là chúng ta ở thủ đô. Mộc Hàm đóng cửa phòng rồi dùng giọng dịu dàng nói với Hạ Thiên, sau đó nàng chủ động ôm lấy cổ hắn, cặp môi đỏ mọng được đưa lên. Vợ chủ động dâng hiến, tất nhiên Hạ Thiên sẽ không từ chối. Hắn hôn lên làn môi anh đào của Mộc Hàm, hai tay đưa lên người nàng lục lọi, hắn nhanh chóng cởi bộ quần áo tiếp viên hàng không trên người nàng, sau đó bắt đầu triển khai thế tấn công. Gần đây sức chiến đấu của Hạ Thiên là rất mạnh, thể chất của Mộc Hàm cũng tương đối khá, hai người chiến đấu với nhau tất nhiên là cực kỳ dữ dội và bền bỉ. Cũng vì vậy mà mãi đến khi trời tối đen thì hai người mới kết thúc dây dưa. Chồng, tôi đi làm cơm. Mộc Hàm cảm thấy Hạ Thiên đang vuốt ve người mình với cảm giác còn tiếc, nàng có chút bất đắc dĩ, nàng hối hận vì trước đó đã chủ động hôn hắn. Đáng lý ra nàng chỉ muốn hôn, cũng không ngờ hôn xong còn một loạt hành động khuyến mãi khác. Cũng may lúc này Hạ Thiên cũng thả Mộc Hàm ra, nàng đứng lên đi vào nhà tắm, sau khi tắm rửa thì thay một bộ đồ ngủ tương đối bảo thủ, cuối cùng mới đi vào nhà bếp. Bây giờ đã hơn 8 giờ, tuy hai người bọn họ đã ăn cơm chiều, nhưng sau một trận đại chiến kinh hồn vừa rồi, thể lực nàng đã tiêu hao gần hết. Nếu bây giờ Mộc Hàm không bổ sung năng lượng thì đêm nay sợ rằng khó thể nào phục vụ chồng mình. Mộc Hàm dù là đặc công nhưng tài nấu nướng cũng khá tốt, khi nàng đứng ở nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thì trong lòng có chút cảm giác khác thường, nơi đây giống như trở thành nhà mới của nàng. Căn phòng này vốn chỉ là nơi tị nạn của Mộc Hàm, sau khi nàng quay về thủ đô, nàng dự cảm sẽ có ngày Triệu công tử sẽ gây bất lợi cho mình, vì vậy mới yêu cầu Yêu Yêu trợ giúp. Cuối cùng nàng có một thân phận mới, là Hàn Mộc, nàng mua nhà ở đây với thân phận mới, ngoài Yêu Yêu thì không ai biết rõ. Vì vậy khi nàng bị tập kích thì chỗ này cũng phát huy công dụng sốt. Bây giờ Mộc Hàm thoát ly Long Tổ, Triệu gia cũng cắt đứt quan hệ với nàng, vì vậy mà chỗ ở tị nạn này chợt trở thành nhà chính thức của nàng. Quan trọng là bây giờ người đàn ông duy nhất của nàng cũng có ở đây, vì vậy nàng thấy đây là nhà của mình. Không thể ngờ mình cũng có một ngày là một người phụ nữ đơn giản.
một người có thể nấu cơm cho đàn ông của mình, tương lai còn có thể sinh con đẻ cái, nếu cậu ấy muốn có con. Trong lòng Mộc Hàm có ý nghĩ này, nhưng nàng cảm thấy chồng mình bây giờ chỉ là một tên thanh niên, có lẽ cũng chưa muốn có con. Mộc Hàm trong phòng bếp nấu cơm với một bụng tâm tư, mà khoảnh khắc này Hạ Thiên không có việc gì làm, hắn thấy trong phòng có máy tính, vì vậy bắt đầu lên mạng. Hạ Thiên mở web lên xin tin, cuộc sống của nhân dân khắp nơi vẫn là nước sôi lửa bỏng, chỗ này có chiến tranh, chỗ kia gặp khủng bố, còn có một đám lãnh đạo rơi rụng, tính mạng ảnh hưởng. Hạ Thiên nhìn tin tức mà không chút hứng thú, sau đó hắn đăng nhập QQ, đáng tiếc là biểu tượng của Hinh Hinh công chúa cũng không sáng. Ngược lại thì nha đầu tiểu xảo lại sáng rực, hơn nữa còn nhanh chóng gửi tin đến. Hạ Thiên ca ca, anh đang ở đâu vậy? Nghe nói anh đến thủ đô rồi phải không? Đúng vậy, anh đang ở thủ đô. Thủ đô có đẹp không, có vui không? Anh đi đến bảo tàng nào chưa? Thiên An Môn có đẹp không? Không biết, anh có đi đâu? Em cũng muốn đến đó chơi, đáng tiếc là còn phải đi học, đúng là bức bối. Vương Tiểu Nha và Hạ Thiên hàn huyên một lúc lâu, sau đó nàng nói mình còn phải làm bài tập, không thể tiếp tục tán dóc. Hạ Thiên lại nhàm chán, hắn thấy vì sao lên mạng lại mất vui như vậy. Không có người nào nói chuyện, Hạ Thiên định đến phòng bếp tìm Mộc Hàm, để xem cơm chín chưa, nếu chưa kịp dùng cơm thì ăn vợ cho lành. Khi Hạ Thiên chuẩn bị đứng lên bỏ đi thì một biểu tượng QQ chợt phát sáng, có một tin nhắn đến. Á, chồng, anh đến thủ đô khi nào? Em vất vả lắm mới có thể được lên mạng, bây giờ phát hiện anh đã đến thủ đô. Đúng là quá tốt, chồng đã đồng ý giúp 10 ngón tay của em trở nên linh hoạt, anh mau đến giúp em muốn làm hacker đệ nhất thế giới. Tin nhắn có vẻ rất kích động, chỉ cần nhìn nội dung tin nhắn cũng biết đối phương đã xem xét địa điểm của Hạ Thiên, nếu không thì sao biết hắn đến thủ đô. Tốt, em ở đâu? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Ở nhà em, à, đúng rồi, anh không biết nhà em đâu, chồng, nếu không em đi tìm anh, sẽ nhanh thôi. Nhưng cũng không biết đại ca có cho em ra ngoài không nữa, à này, chồng, anh chờ chút, em đi hỏi đã. Phía bên kia không đợi Hạ Thiên trả lời mà tiếp tục nhắn tin đến. Chương 519, Đỗ Tinh phản kích. Hạ Thiên chờ bên máy tính 5 phút đồng hồ, cuối cùng bên kia mới gửi đến một bộ mặt khổ sở. Chồng, đại ca nói hôm nay đã tối rồi, không cho em đi tìm anh. Để ngày mai em sẽ tính sau, à, để ngày mai thức dậy em sẽ điện thoại cho anh. Được rồi. Hạ Thiên cũng không quá quan tâm. Đúng rồi, chồng, sao số điện thoại của anh không liên lạc được? À, không biết thằng khốn nào động tay động chân vào số điện thoại của anh, vì vậy mà gọi đi không được gọi đến không xong, bây giờ anh đã đổi số điện thoại. Hạ Thiên giải thích. Sau đó hắn gửi đến số điện thoại mới của mình. Có chuyện này sao? Như vậy nhất định là do công ty viễn thông làm. Chồng, anh chờ đó, em sẽ báo thù cho anh. Phía bên kia truyền đến một bản tin có vẻ rất căm phẫn. Tốt, tài khoản ngân hàng của anh không biết bị thằng nào đóng băng lại rồi, em cũng báo thù dùm anh luôn đi. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, chồng, trước tiên em báo thù cho anh, ngày mai sẽ đi tìm anh. Phía bên kia đáp ứng. Sau đó biểu tượng QQ cũng dần tối. Lúc này Mộc Hàm cũng đi đến. Chồng, dùng cơm thôi. Khi thấy Hạ Thiên đang chat thì Mộc Hàm cũng cúi lưng xem xét, sau đó nàng có chút kinh ngạc. Chồng, cậu nói chuyện với Yêu Yêu sao? Trời ạ! Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vừa rồi cô ấy nói muốn đến tìm anh, nhưng đại ca của cô ấy không chịu, bảo cô ấy ngày mai hãy đến, vì vậy mới thôi. Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì càng kinh ngạc. Chồng, Yêu Yêu nói đại ca đồng ý cho nó ngày mai đến tìm cậu sao? Đúng vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Mộc Hàm. Vợ, có gì không đúng sao? Chồng, cậu biết đại ca của Yêu Yêu là ai không? Mộc Hàm dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu. Bó tay. Hạ Thiên quả thật không biết đại ca của Yêu Yêu là ai, hắn cũng không hỏi. Vì hắn không có hứng thú với đàn ông, dù đại ca của Yêu Yêu là ai cũng không đáng quan tâm. Chồng, đại ca của Yêu Yêu chính là Triệu Công Tử. Giọng điệu của Mộc Hàm có chút kỳ quái, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Triệu Công Tử rốt cuộc có ý gì. Triệu Công Tử không cho Yêu Yêu tìm đến Hạ Thiên, hay không cho lên mạng hoặc làm bất kỳ chuyện gì khác thì Mộc Hàm sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Triệu Công Tử lại đồng ý cho Yêu Yêu đến tìm Hạ Thiên, điều này quá sức tưởng tượng. À.
chính là tên khốn núp ở nhà chuyên gây phiền sau lưng tôi phải không? Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng là không phải loại người gì tốt, còn không cho vợ đến tìm mình, đợi đến khi thấy hắn, nhất định phải xử lý. Muốn tìm được Triệu công tử cũng không dễ dàng, hành tung của hắn rất quỷ dị. Mộc Hàm mở miệng nói. Hơn nữa thực lực của Triệu công tử cũng rất mạnh, chẳng qua tôi không biết rốt cuộc là mạnh thế nào. Tóm lại nếu trông thấy mặt hắn thì nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mộc Hàm thoáng dừng lại rồi di chuyển chủ đề. Thôi được rồi, chồng, không nói những vấn đề này nữa, trước tiên ăn cơm tối, lát nữa chúng ta sẽ chậm rãi nói chuyện của Triệu gia. Mộc Hàm nói như vậy tất nhiên sẽ làm cho Hạ Thiên không còn mấy hứng thú, hắn nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, bắt đầu nhấm nháp bữa tối mà Mộc Hàm vừa làm. 4 giờ sáng. Trong công ty y nhân, Đỗ Tinh đã tắm rửa xong, nàng cực kỳ tức giận. Sau khi thay quần áo thì ngồi vào bàn làm việc, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng một tên khốn nạn nào đó. Cũng giống như ngày trước đó, nàng phải đứng 12 giờ không nhúc nhích, may mà những người khác đã rời đi, hơn nữa nàng cũng có sẵn quần áo trong công ty cũng có chỗ tắm rửa, nếu không nàng sẽ chẳng thể về nhà. Tuy đã 4 giờ sáng nhưng Đỗ Tinh vẫn không buồn ngủ, nàng mở máy tính, nàng muốn phát tiết một phen, lên án một tên khốn kiếp. Nhưng điều đáng ghê tởm nhất chính là nàng không biết đối phương tên gì. Đỗ Tinh lượn qua các diễn đàn lớn ở thủ đô. Nàng định tạo một topic lên án không biết tên tuổi kẻ kia, đúng lúc này nàng thấy tin tức thảo luận về Hạ Thần Y. Vì tò mò mà nàng vào xem, sau đó nàng thấy vài tấm ảnh, đây là nhân vật khốn nạn mà nàng căm thù tận sâu trong xương tủy. Sau khi xem xét xong tin tức thì Đỗ Tinh cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra tên khốn kia tên là Hạ Thiên, là một thần y tinh thông châm cứu. Hèn gì đã hai lần nàng không nói và không cử động được, nhất định là tên khốn Hạ Thiên đã động tay động chân với nàng. Khi thấy những biểu diễn y thuật thần kỳ của Hạ Thiên trong video thì Đỗ Tinh không khỏi có chút đố kỵ, tên khốn kia thật sự có bản lĩnh, Ninh Khiết xấu như vậy sao may mắn như thế, sao biết được một thần y. Đỗ Tinh nghĩ đến Ninh Khiết thì lập tức cảm thấy có ý tưởng, nàng hừ hừ vài tiếng, đắc tội với nàng thì dù là thần y hay là ai cũng chẳng có kết cục gì tốt. Vì có ý tưởng nên Đỗ Tinh bắt đầu tạo topic, tiêu đề là Hạ Thiên không phải là thần y, là thần côn. Tiêu đề này rõ ràng có thể tạo ra chấn động, dù bây giờ đã là 4 giờ sáng nhưng topic vừa được tạo ra đã có vài trăm lượt người vào xem, đồng thời có gần trăm người trả lời. Nội dung bên trong như sau, các người đừng nên bị Hạ Thiên lừa, hắn căn bản chẳng phải là thần y đệ nhất thiên hạ, hắn chính là thần côn, nếu là thần y thì bạn bè bị bệnh sao trị không hết. Mọi người có lẽ không tin, nhưng điều này cũng chẳng sao, tôi có thể nói thật, người bạn gái của hắn là Ninh Khiết, chẳng những bị cà thọt. Hơn nữa còn cận nặng, đeo kính, vài ngàn độ, không khác gì con mù. Nếu các người không tin thì có thể đến chứng thực, Ninh Khiết làm việc ở công ty y nhân tòa nhà Vọng Kinh, nàng ở tại. Đỗ Tinh đơn giản nói Ninh Khiết là bạn gái của Hạ Thiên, sau đó còn đưa đủ tài liệu về Ninh Khiết ra ngoài, bộ dạng giống như chỉ sợ người ta không tìm ra Ninh Khiết. Thậm chí Đỗ Tinh còn nói ra số điện thoại của Ninh Khiết, rõ ràng để cho đám người phát phách. Đỗ Tinh nhìn topic mà không khỏi đắc ý. Hừ, Hạ Thiên, Ninh Khiết, bà làm cho hai người không có kết cục gì tốt, dám đắc tội với Đỗ Tinh sao? Cũng không nghĩ xem mình là ai. Lúc này Đỗ Tinh đang ảo tưởng đến tình cảnh Hạ Thiên thân bại danh liệt, Ninh Khiết thì không dám đi làm. Vì vậy mà tất cả tâm tình không vui đều biết mất, nàng chợt cảm thấy vui sướng. Chương 520, công thần đả kích hủ bại tiểu yêu tinh. Đỗ Tinh rõ ràng là vui mừng quá sớm, vì sau đó có hàng chục người tỏ ra nghi vấn. Chủ thất có thủ oán với thần y sao? Đã có đoạn phim rõ ràng, hơn nữa còn có lời nói chứng thực của cả trăm người, ngay cả nhân viên bác sĩ cũng thừa nhận điều này, bây giờ dám nói Hạ Thiên không phải là thần y, như vậy chẳng lẽ là hắc thần y? Tôi thấy chủ thất có lẽ là người của bệnh viện nào đó, vì sợ mọi người đi tìm thần y chữa bệnh nên cố ý bày vẽ. Dù chủ thất nói sự thật, dù Ninh Khiết thật sự là bạn gái của thần y, thì chân cà thọt và cận thị cũng khó nói rõ vấn đề. Dù là thần y cũng khó chữa hết được tất cả. Thật ra thần y có lẽ cũng muốn chữa cho Ninh Khiết kia, nhưng đáng tiếc là bệnh cà thọt và cận thị khó thể chữa dứt. Tôi thấy chủ topic đang ăn tục nói phét, thần y sao có thể tìm một bạn gái chân dài chân ngắn được. Chỉ sau khoảng khắc đã có hàng chục người tỏ ra nghi vấn, điều này làm Đỗ Tinh rất khó hiểu, nàng lại nói. Các người không tin cứ đến tìm Ninh Khiết kia, chiều hôm nay Hạ Thiên còn đến công ty của chúng tôi trả cô ta một số tiền lớn. Tôi thấy hắn chính là thần côn đến gạt tiền.
Sau đó lại có hàng loạt người trả lời. Tôi thấy chủ Topic có tâm địa bất lương, bây giờ còn muốn cho chúng ta đến tìm Ninh Khiết, chẳng phải muốn quấy rầy giấc ngủ của người khác sao? Thật ra tôi cảm thấy chủ Topic không có cửu oán với Hạ Thiên, căn bản là có cửu oán với Ninh Khiết. Thật ra khi thấy bài trả lời như vậy thì Đỗ Tinh càng thêm khó hiểu, tên chết tiệt kia sao được ủng hộ như vậy. Đỗ Tinh còn đang định tấn công Hạ Thiên thì có một topic xuất hiện trên diễn đàn. Đây là bạn gái của Hạ Thiên thần y, mọi người đến xem, có hình ảnh rõ ràng, khinh bỉ những tên nào hãm hại thần y. Đỗ Tinh mở topic ra thì thấy vài tấm hình, trong ảnh là một đôi nam nữ đang ôm nhau, hai người kia không xa lạ gì với nàng. Người đàn ông trong hình chính là Hạ Thiên làm Đỗ Tinh hận nghiến răng, mà người phụ nữ chính là người đẹp tóc vàng mặc trang phục tiếp viên hàng không vào lúc chiều. Dưới tấm ảnh còn có giải thích. Mọi người nhìn xem, đây là thần y và bạn gái từ trong khách sạn đi ra bị phóng viên chụp lại được, mọi người thấy người phụ nữ này có quen không? Nhìn quen mắt là được, đây là người đẹp tóc vàng mà vài chục ngàn cảnh sát đã lùng sục trong ngày hôm qua, thân phận của nàng làm mọi người phải giật mình, chút nữa tôi sẽ công bố thân phận của cô ấy. Mọi người thấy thế nào? Muốn biết thì chém gió nhanh lên. Đỉnh. Quá đỉnh. Có topic của Đỗ Tinh làm bước đệm, topic này càng nóng, mới lập ra mà có hơn 100 bài trả lời. Khi đến bài 134 thì chủ topic xuất hiện. Điều này, mọi người xây lầu quá nhanh, tôi cũng chỉ biết công bố thân phận của người phụ nữ xinh đẹp kia, cô ấy là Mộc Hàm. Đừng nhìn vào cách ăn mặc mà nghĩ cô ấy là tiếp viên hàng không. Cô ấy chính là một trong bốn đóa hoa nổi tiếng thủ đô, nếu nói một cách thông tục thì cô ấy là một đại mỹ nữ, bốn đóa hoa thủ đô đều có thân phận không tầm thường. Tóm lại, với thân phận của cô ấy là xứng đôi với thần y, còn Ninh Khiết kia, nghĩ lại cũng thấy khó thể là bạn của thần y, dù hai bên có quen thì Ninh Khiết tối đa cũng chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Đỗ Tinh thấy như vậy thì chợt ngẩn ngơ, nàng định chen tay vào công kích Hạ Thiên, nhưng đáng tiếc là phe địch quá đông, cuối cùng nàng cũng không dám chen lời. Các người đúng là ngu ngốc. Đỗ Tinh căm giận mắng một câu, đúng là không có biện pháp, chỉ có thể mặc kệ mà thôi. Đêm nay diễn đàn bàn tán về Hạ Thiên và Mộc Hàm rất nóng, nhưng cũng không phải chỉ có sự kiện này được bàn tán náo nhiệt, có một chuyện khác còn xôn xao hơn nữa cũng không phải chỉ giới hạn ở diễn đàn thủ đô, toàn bộ đều náo nhiệt. Những bằng chứng về vấn đề tham ô hối lộ của một công ty viễn thông chợt xuất hiện quỷ dị trên, hơn nữa còn có một ngân hàng bộc lộ vấn đề. Trong sự kiện này có một chuyện rất quỷ dị, trước nay bọn họ tuy có tham ô hối lộ nhưng quan hệ rất chặt, khó thể bị đưa ra ánh sáng, lần này vì khóa tín hiệu điện thoại và đóng băng tài khoản của một người nào đó mà bị báo thù. Cũng không biết người ra tay là ai, vì vậy người này trở thành công thần đả kích hủ bại trên. Khi còn đang náo loạn thì Mộc Hàm đang lẳng lặng ghé vào người Hạ Thiên, nàng khẽ thở gấp, toàn thân sôi trào vài lần, lúc này đã không còn chút sức lực. Sau khi chồng nàng ăn xong bữa tối thì ăn cả nàng, điều này làm nàng co giật cả nửa buổi tối. Chồng, nên ngủ thôi, đã sắp đến sáng rồi, yêu yêu có lẽ sắp đến tìm chúng ta. Mộc Hàm cảm giác bàn tay nóng bỏng vẫn ve vuốt mình, nàng dùng giọng mất hết sức lực nói. Hạ Thiên dừng hai tay ở bộ vị có tính đàn hồi nhất trên người Mộc Hàm, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề mình không suy xét tốt. Hắn đã đồng ý làm hai tay yêu yêu trở nên linh hoạt hơn. Đối với hắn thì đây cũng không phải dễ. Vợ, nếu muốn hai tay của yêu yêu trở nên linh hoạt hơn, tôi có biện pháp chỉ phần ngọn, cũng có biện pháp chỉ tận gốc, chị nói xem phần ngọn hay phần gốc sẽ tốt. Hạ Thiên hỏi một câu. Tất nhiên là tận gốc. Mộc Hàm thuận miệng nói. Chồng, tôi buồn ngủ quá, ngủ trước nhé. Mộc Hàm ghé vào người Hạ Thiên rồi lập tức ngủ say, nguyên nhân tất nhiên vì cả đêm phải lăn qua lăn lại. Hạ Thiên cũng không ngủ. Hắn còn đang suy nghĩ đến vấn đề nên gốc hay ngọn. Chỉ tận gốc thì tốt nhưng mình chưa thử qua, hơn nữa có nguy hiểm. Hạ Thiên lầm bầm. Trước tiên phải thí nghiệm đã, nếu không có vấn đề hãy sử dụng, nhưng biết tìm ai thử đây. Hạ Thiên suy nghĩ và rốt cuộc tìm ra người thích hợp. Ôi, trước tiên ngủ cái đã, tỉnh ngủ tìm nàng làm vật thí nghiệm sau. Hạ Thiên chọn được nhân tuyển thì lập tức tiến vào mộng đẹp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 520.